Chào các bạn. Như anh Bỉa và nhìn thấy là hôm nay tụi mình sẽ có một cái buổi cắt tên tuyển thành viên mới cho kênh Lâm TV nha bạn. Và sau nhiều vòng phỏng vấn các kiểu đại biểu luôn thì bên tụi mình đã tuyển được bốn bạn cho vòng cắt tên hôm nay. Ok, từng người mình vào, từng người mình giới thiệu nha. Vô không sao, vô kể. Có từng người thôi, mọi người từng người thôi. Rồi đầu tiên chúng ta có bạn mình bảo luôn giới thiệu đi. Dạ chào mọi người, mình tên là Cát, mình đến từ Cần Thơ. Mình hy vọng là mọi người sẽ vote cho các bạn của mình để vào, mình với các bạn của mình để vào kênh TV ạ. Ok, chúng ta có người thứ hai. Dạ em chào tất cả mọi người. Dạ em tên là Trinh và em cũng là thành viên mới. Mọi người nhớ vote mà bốn chị em nha. Ok, bạn tiếp theo. Nói chung là mọi người còn ngại kiểu bạn không cảm nha. Em chào mọi người, em là Uyên, em đến từ Đắk Nông. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ em như video trước. Xin cảm ơn. Dạ chào mọi người, em tên là Phương đến từ Tiền Giang. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho bốn chị em mình nha. Ồ, vậy chúng ta sẽ có là Cát. Dạ Trinh. Trinh. Dạ Uyên ạ. Uyên và Phương. Mọi người nhớ tên giúp mình nha, chứ mình não cá vàng lắm, bạn thì không nhớ nổi nha. Và hôm nay tụi mình sẽ có một cái buổi casting cho kênh Lâm TV. Và đặc sản của kênh Lâm TV, các bạn cũng biết là mình làm đa số về những cái clip mà giải trí, cắm trại, ăn uống nữa bạn. Nên hôm nay chúng ta có một cái vòng, các bạn nhìn thấy là cái trò mình cũng rất là hay chơi trên kênh. Các bạn thấy là có số 50, 100, 500 đâu. Và số đó chính là số tiền các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm thử khách ăn uống theo mệnh giá tiền, và số càng lớn thì đồ ăn sẽ càng khó ăn, và số nhỏ thì nó sẽ dễ ăn một chút thôi, nhưng mà nó vẫn là thử thách lắm nha các bạn. Mọi người có hay coi mấy cái thử thách ăn uống bên kênh anh không? Dạ có, rất là nhiều luôn. Ví dụ như giờ em bóc vô cái tờ 50 này, nếu như dở ra thì nó sẽ sao? Dạ mình ăn theo cái món đó, trong đó là số lượng của món đó nữa. Ồ. Dạ. Nói chung là dở ra, ví dụ như có ớt thì mình sẽ ăn ớt. Dạ. Nếu mình hoàn thành là lụm ngay 50 điểm. Và hôm nay mình sẽ chơi theo dạng điểm này chính là tiền luôn. Và cuối clip hôm nay ai được nhiều điểm nhất thắng ngay 10 triệu luôn nha các bạn. Wow. Vừa được tiền lúc đó và vừa được giải thưởng luôn. Để dành, ví dụ như lỡ mình bị gì đó thì mình vẫn còn giải thưởng đúng không? Ok. Ok, mọi người nào yêu thích cái series này mình bằng like bằng tay nha các bạn. Và hôm nay sẵn là mọi người chấm điểm giùm mình xem là khả năng ăn nói của từng người, rồi cách ứng xử được của mọi người như thế nào. Và đây bằng tay thôi. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ đi từ bên tay phải cho dễ ha. Bạn Cát đi trước, bạn chọn cái nào? Dạ, em xin phép được chọn cái này ạ. Rồi, ok. Mình sẽ lấy luôn nha bạn. Chúng ta sẽ có xà tới cay. Để đây, rồi tiếp theo bạn Trinh. Dạ, đến em nha mọi người, em sẽ chọn cái này. 100.000. Có cái phòng quay nhỏ quá, bạn chắc phải đầu tư phòng bự hơn à. Chúng ta sẽ có mù tạc vàng. Thôi để em tự lấy nha. Ờ, nếu gần em tự lấy luôn. Ok, em chọn cái này. 100.000. Rồi, cái mình chanh vàng. Ok, bạn Phương. Mọi người đều chọn hết 100 rồi, mình chọn 50 nha. Ăn chắc mặt bền. Và có vẻ ổn đó. 50 tôi cà đúng rồi. Ok, lên món thôi. Ủa món lên lâu quá ta, đây là món đầu tiên phải lên liền chứ. Các bạn không cảm nha, mấy ekip của mình nó lặn đầu tiên, nó tham gia mấy cái sự kiện mà lấy đồ lên liên tục như vậy. Các bạn bữa bánh trung thu nó đi dễ quá. Cứ a lụp cái này cái đó, bây giờ nó chuẩn bị đồ, nó chuẩn bị hơi chậm chút, các bạn không cảm. Chút nữa về mình đuổi hết. Tiện hết, tiện mới ekip mới nữa nha. Vậy sau buổi này mình sẽ có thêm clip cắt tin ekip mới. Không, nói đùa nhưng mà không ai vui hết, thằng nào mặt cũng buồn hết kìa. Đừng có trả lời câu hỏi gì không anh? Từ từ, mỗi lúc mọi người on đông, sau đó mọi người cứ comment thì mình sẽ bắt đầu mình trả lời nha. Mình chưa khởi động nữa mà, từ từ chờ chút mọi người. Mọi người thông cảm nha, cái dòng khởi động ekip mình lời mời quá.
sẵn là mình xem tư duy của ekip mình luôn các bạn. Ví dụ như bạn này vào cái màu tạc vàng, cái đem nguyên chai, không đem cái mũ trừ lương, nó dạng vậy các bạn. Bên mình chơi kiểu tư duy không à, có vụ như chanh vàng đem nguyên tới chanh, không đem dao theo sao sắc cái ăn đó. Trừ lương, đơn giản vậy thôi. Bao nhiêu view em? 1K3 người xem. 1K3, nói chung là cái dắt mà tụi mình like là dắt giờ hành chính các bạn. Nhiều người đi làm, đi học rồi được xem cũng khắp. Nhưng các bạn đừng lo, trên kênh YouTube của mình thì sẽ có phát lại nha các bạn. Như buổi live hôm nay là sẽ có để nguyên luôn. Các bạn cứ lên YouTube làm vlog, bấm vào cái chữ trực tiếp, sau đó dẫn hơi xem là bây giờ phát lại nha. Chúng ta không cần phải đẩy đâu, chúng ta có hơi lên liền luôn cũng được mọi người. Tại vì cái món này đã biết là cái gì rồi mà, đúng không? Dài rồi à. Thư gì rồi? Đúng rồi. Ồ đây nè nè, lên luôn nè, thấy không? Đem tương cà. Có cái mũ mà, bỏ luôn cái mâm này cũng được, chúng ta chỉ cần dày thôi. Đó. Rồi cái này à, không có dao à, trừ lương. Đó, có dao à. Bỏ hết mấy cái mâm đi mọi người. Xa tới. Mùi đẹp vàng. Nhưng mà thật ra cho cái mũ bự cho bá như vậy cũng trừ lương các bạn. Mũ này ăn chắc ăn mũ xong cái đi dời luôn là đẹp rồi. Là clip này là mình trừ lương khá là nhiều. Tốt, cứ hết phép quy nha mọi người. Đóng cái cửa lại giùm coi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ biểu diễn món sa tới. Nó không khui sẵn cho mình luôn, thiệt là trừ lương luôn các bạn ơi. Rồi, một chút xíu như vậy thôi nha, ai cũng vậy hết. Dạ. Đầu tiên là bạn cá mời thưởng thức. Thưởng thức luôn anh. Mời mọi người sa tế. Sao chị? Muốn nữa được. Không, cho muốn nữa nha mọi người. Nhiều ta. Trăm ca, bởi vì có ai đúng rồi, chọn 50 đâu có vị đâu. Xin 100k. Xin 100k. Đến em nha mọi người. Ok, bạn Trinh đúng không? Dạ, bạn Trinh. Trinh. À, Trinh. Mình quê đâu em? Dạ, ở Quảng Nam. Quảng Nam mà mình nói tiếng Việt Nam. Dạ, nhưng mà em sinh ra ở Quảng Nam nhưng mà em không có sống ở Quảng Nam mà hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy nói tiếng miền Nam, và nó ủa Quảng Nam sao nói tiếng không giống người Camarama chúng mình. Ủa, Quảng Ngãi, Quảng Nam khác nhau hả? Cũng là miền Trung. Ok. Mọi người ơi, mình thử lúc nha. Review chân thật. Nó chua chua. Nó có hôi hay gì không? Nó không có hôi mà nó chua quá. Với lại, thường thường nếu mà mọi người ăn ở ngoài quán á, là người ta sẽ nêm nếm, nhưng mà ở đây thì không nha. Cái này là nguyên chất 100%. Dạ đúng rồi, rất là chua luôn. Đây. Bạn Uyên là ở Đắk Nông. Dạ. Yeah. Anh bỏ hộp cho em. Em tưởng anh thương em như vậy. Hay em muốn ăn hộp? Ok. Lỡ rồi mà. Thực ra thì mọi người mình không ăn được chua. Ồ. À. 10 điểm. Mời mọi người nhé. Ồ, mình ăn nước rồi mà ăn luôn cái đó luôn hả? Ồ. Anh người chắc này nó không có biết ngập chua hết trơn á. Không có chua hết trơn. Không có chua miếng nào hết trơn á. Anh nghĩ là chanh này là chanh đường. Tiếp theo là bạn Thanh hả? Dạ, Phương. Mình não mình có vàng lắm, các bạn thông cảm nha. Mời mọi người. Như mình chọn 50 thì tương cà cũng bình thường thôi. Đúng rồi. Không có gì đặc biệt cả. Rồi, ekip chọn giùm mình cái mọi người ơi. Nè, cho 5 giây clear cái đống này nè. Mình hôm xuống mình lấy từng món ra cái nà. À, tờ giấy của mình giữ lại, nó chính là tiền đó mọi người. Phải giữ lại nha mọi người, đúng mình là sẽ mất. Mình ốc xuống vậy của đây, vậy thì thấy số tiền lên đi ha, đó. Vậy cameraman quay đó bị chói không? Không. Ok. Rồi lấy gì mình đọc bình luận ta? Nè. Đâu qua kêu tổng giám đốc lấy cho anh cái điện thoại của bả coi. Anh Tấn ơi. Anh lên bên đó nó chốn. Ok, vậy không có gì đọc bình luận thì mình đến với vòng 2 luôn nha mọi người. Và vòng này chúng ta sẽ đảo vòng bạn Phương chọn trước. Em cũng lấy ở gần không? Dạ.
Có, em muốn lấy cao nhất. Ghê rồi. Cái nào chỉ là lấy chưa? Em lấy cái này. Oh my god. Hồi nãy 50 rồi nên phải lấy 500 đi gỡ lại. Nè cho em tự coi đó cho em ngồi hả? Ờ cho em cái bên kia rồi. Wow. Sushi bạch tuộc và nam sĩ hả? Ồ, vậy đây là một cái đáp lừa thôi bạn. Thực ra nó dễ, sushi bạch tuộc ăn rất là dễ. Bạn có em? Nãy em từng lấy cái bên cạnh nhưng mà thôi em thấy cái này nó ghê quá thì em lấy 100. Lấy 100 là cái nào em? Dạ đây, em lấy cái này. Tự lấy luôn. Bông cải xanh. Cải xanh dễ hả? Dạ, dễ mà. Tới trên... em nha. À, mọi người cũng lựa mấy cái cao cao và thôi em lựa thấp đi. Ở dưới đây. Để gỡ cho em. Dạ. Tương ớt nha mọi người. Ôi 50k tương ớt quá trời. Cát em. Dạ. Em cho em 500 anh nè. 500 nào? Dạ 500 này. Đây luôn. Dạ đúng rồi. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi. Được được được. Gì đấy? Khổ quá à. Khổ quá 500 là quá vậy. Ok, trong lúc thời gian chờ điện thoại đâu ta? Đây điện thoại. Trong lúc ekip chờ báo thì chúng mình sẽ trả lời bình luận các bạn nên cho ekip nó đỡ tiền lương đó nha. Ủa cái điện thoại anh đâu? Không có điện thoại Châu á. À bữa có điện thoại ai cũng được đọc bình luận không ạ? Mình sẽ trả lời bình luận cái tên YouTube nha mọi người. Điện thoại ai cũng được hết á. Rồi không từ từ để trả lời vài cái cho ekip đỡ tiền lương với ông để đó ừ để đó đi mọi người ủa câu hỏi đâu ok mọi người đặt câu hỏi trên YouTube mình sẽ trả lời nha các bạn mọi người đọc nhanh quá không có cái gì gọi là câu hỏi hết có ai muốn hỏi dụ như hỏi Cát bao nhiêu tuổi hỏi Phương bao nhiêu tuổi rồi hỏi bạn Uyên như thế nào được các bạn đặt câu hỏi và mình sẽ trả lời trong lúc ekip đem đồ lên. Ồ, chúng ta sẽ coi. Chưa thấy câu hỏi nào thú vị hết nữa. Đây chúng ta có một câu hỏi là bạn Uy sinh năm bao nhiêu trôi lẹ quá. Bạn em sinh năm nhiêu ta? Dạ em sinh năm 2003 nha mọi người. 2003. Rồi, Uy sinh năm 2003. Ủa sao ai hỏi quê, đứa quê để nói gọi Đắk Nông đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo ai hỏi gì nữa đặt lên mọi người còn ai mà muốn mà câu hỏi của mình mà được lên nhanh các bạn đóng thêm cái có cái đồng tiền các bạn là nó sẽ hiện câu hỏi lên trên đầu rất là dễ xem ông nội cũng không nhìn thấy được nó nữa ai kiếm mình nó làm hay các bạn nó có một cái màn hình ở đằng sau lưng caravan các bạn mình thấy caravan đó vậy quý sao đọc luôn à, anh Tiễn bao nhiêu thành viên nữ vậy à, hiện tại là kênh Lâm TV mình là đang là có An Hào Đại có 3 người và mình sẽ thêm một bạn nữ nữa là 4 người các bạn. Bởi vì kênh Lâm TV là hướng đến những cái video nhanh gọn lẹ mọi người. Quay trong vòng 1 ngày là xong à, không như Lavilog là mình quay tới 1 tuần một video. Còn Lâm TV là quay có 1 ngày nên thành viên ít thôi, không cần quá nhiều. Và không có giải hưởng gì hết, chơi vui thôi các bạn nên cần ít như vậy mới dễ tấu hài các bạn. Đông quá nó loạn lắm. Đại đây mình thấy được cái 5 đô của ai nè, oh my god. Mà không có đặt câu hỏi gì hết. Trung Anh Vlog rất tiếc là bạn không đặt câu hỏi, cảm ơn bạn nha. Rồi Hào đâu anh hả? Hào thì mình đuổi nó về quê ăn đắp dỗ rồi các bạn ơi. Nhà nó có đắp dỗ rồi mình đuổi nó về quê ăn đắp dỗ rồi. Cát ăn cơm chưa em? Dạ em ăn cơm rồi, cảm ơn mọi người. Ok mình trả lời hai câu hỏi nữa, bắt đầu đến vòng tiếp theo nha. Cát sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 1997 nha mọi người. Cái sinh năm 97. Rồi cảm ơn bạn Đức Minh đã cho mình 9.000 ăn sáng nha. Một gói xôi của mình cảm ơn bạn. Ờ tiếp theo. Thôi mình đọc câu hỏi đây đi. Cảm ơn anh che là nhìn mặt nó. Tiêu chí tuyển thành viên nữ là vì gì anh? Ờ, tiêu chí tuyển thành viên nữ thì chỉ cần hòa đồng, quẹt bát, ăn nói lưu lót rồi vậy là được rồi các bạn. Tại vì quay video mà chúng ta cần cái khả năng đó là được, không cần gì nhiều hết. Và đặc biệt là phải chịu chơi nữa nha các bạn. Ví dụ như này nè, ăn ớt kiểu đồ, ví dụ như mình không ăn được thì mình cũng có thể cắn được cái trải nghiệm. Thì đó là khả năng chịu chơi, chứ không phải là khả năng hoàn thành. Như mình đâu ăn ớt đâu, nhưng mà mình dám ăn ớt. Đó là khả năng chịu chơi các bạn. Ok, vậy là chúng ta đã trả lời xong hai câu hỏi. Ok, chúng ta đến với vòng lên đâu.
Ờ, đầu tiên chúng ta sẽ có khổ qua, tương ớt, tương ớt, bông cải xanh và cuối cùng là sushi. Và chúng ta sẽ đến với sushi trước. À, sushi này là sushi bạch tuộc, bạch tuộc này là hình như là không biết là còn sống hay chín nữa. Mời bạn trải nghiệm. Cái này là lần đầu tiên mình ăn luôn đó mọi người. Em không biết ăn sushi hả? Dạ, đó giờ em chưa ăn lần nào hết. Đây là lần đầu tiên mình thử, mời mọi người. Vậy là bạn anh rồi, anh không biết ăn sushi. Ngon. Là nó sống hay chín? Nó giòn giòn sực sực. Không biết. Không biết nó sống không. Wow, vậy là cũng phải vẫn vượt qua. Cái bông cải xanh này là do thử thách các bạn chọn là nhiêu hả? Dạ 100. Ồ 100 ngàn mà kiếm nó cho ăn thử quy củ đi hả? Tùy. Mình có thể bỏ mà, mình có thể bỏ. Dạ không, nhưng mà mình ăn một nhánh được không anh? À không, ăn thử thôi, nhưng mà đi ăn hết mới được nhà 100. Dạ thôi em ăn thử cho mọi người nè. Cái bông này là anh mua là bông organic đó, không có hút từ sâu gì hết. Tất cả những cái ớt chôn khổ qua hay là bông cải xanh đều là organic hết. Em ăn hết được, tại nó giống xà lách là nó chẳng có gì cả. Đúng rồi, anh mua đơn organic giản. Mà. Dạ. Vậy là em muốn quyết định ăn hết luôn. Dạ. Hết là được ngay một xị. Cho bạn ăn luôn. Tiếp theo là tương ớt. Nè, lấy nè, kiếm nó phải thua giùm mình mấy cái này thì mới cộng lương để bạn. Đây nè, ngon rồi, clip này mình giảm được mớ lương rồi, ngon. Em xin. Để giống cũng dĩ rồi. Okay. Sao cái muỗng nó càng ngày càng nhỏ vậy anh? Nãy nó nghe nói tiền lương cũng bự quá em. Tương ớt nha mọi người. Tương ớt như 50 đúng không? Đúng rồi, 50 quá rồi. Khổ qua là phải ăn hết cái dòng này luôn. Dạ. À. Mọi người muốn ăn khổ qua chung với mình không? Khổ qua này, khổ qua organic luôn, không hút từ sâu. Dạ, em thử nha. Hình như là ba trái nhỏ xíu. Ba trái bằng hai ngón tay như vậy nè bạn, ba trái gì? 65.000. Khổ qua mà nó mắc, y như là khổ qua nhỏ khịch vậy. Organic. Chứ hôm qua mình mua hưởng ngoài có khúc từ sâu rồi, cái kiểu ăn sống thì tỷ lệ là bị giảm một độc luôn rồi. Nó có bị đắng đắng không? Cho em miếng nữa. Đã không đắng hả? Dạ không. Ô đắng xì vậy lấy thôi. Oh my god. Game vậy cũng phải. Ok, chúng ta đến với vòng là lấy phiếu tiếp theo. Và trong thời gian lấy phiếu xong thì chúng ta trả lời câu hỏi tiếp nha các bạn. Và bây giờ là bạn Cát chọn trước. Em lấy 5 xị trên luôn anh. Cuối cùng luôn hả? Dạ. Rồi, hết là khó nhau rồi. Được, khi gặp mấy em nội ekip dán cái kiểu này tới bị sấn rồi nè. Hành bật rồi. Trời ơi, làm khó lắm. Này hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Này có gì em? Dạ, ớt chuông nha mọi người. Ớt chuông mà 5 xị đâu quá vậy? Tép. Có thể em tự lấy cho. Em tự lấy luôn. Dạ, sam gia cấp 2. Ồ, tương ớt sam gia cấp 2. Tiếp bạn Phương. Mình lấy không tới người. Cái nào em? Cái nào muốn lấy cái nằm trong cái bên. Cái này hả? Để em lấy cho anh. Thôi đây. Đây. Sushi. Ôi, mình có gì với sushi. Sushi cá hồi. Trời ơi. Sushi cá hồi. Sushi cá hồi mà 5 sợi. Oh my god. Lại phải từ lương ai kiếm rồi. Ngon quá các bạn. Rồi tao lúc hợp ekip nó ra ngoài chợ nó mua cá hồi giờ nó filler nó làm sushi thì mình lại tiếp tục trả lời câu hỏi nha. Mọi người đặt câu hỏi. Khi đào ra clip sinh tồn vậy anh thì mình vừa mới quay xong một clip là trận chiến cắm trại sinh tồn ở trong rừng á bạn. Và clip nó có 4 đội chơi, 1 đội nhà và 3 đội khách mời. Tiếp quay xong luôn rồi, hiện tại editor đang edit tới dưới các bạn. Quay này hình như cũng được 3-4 ngày mà chưa edit xong. Tiếp theo, các bạn nữ có người yêu chưa thì thường là sẽ là chưa có người yêu các bạn, bởi vì cái tiêu chí là dù có người yêu thì cũng đâu có cho công khai đâu, nên thường là tiêu chí của mình là sẽ là không có người yêu, tại khi có người yêu sẽ bị người yêu cấm cản không cho đi qua đêm với lại team mình rồi, trong khi là mình uy tín mình khá là cao nên đừng có sợ cái chuyện đó, tại vì mình mà có một cái cốt rồi đó mà nó nhẹ, ví dụ như quấy gối bạn này quấy gối bạn kia một cái thì mình dẹp luôn kênh luôn, đẹp luôn các bạn, nên không bao giờ có mấy cái vụ đó, bạn đừng lo. Tiếp theo là khi nào có cách kết quả cách tin thì sau cái clip cách tin hôm nay thì chắc là khoảng một tuần lễ hoặc là 5-10 bữa gì chắc chắn là sẽ có kết quả luôn, và mình sẽ xem mọi người comment, mọi người đánh giá rồi cái kiểu và bắt đầu có lựa chọn nha. Mà thật sự thì lựa chọn cao nhất vẫn thuộc về ăn hào đại các bạn,
tại vì tụi nó sẽ là người quyết định là ai là muốn ai là tham gia với tụi nó, chứ bên Kênh TV thì mấy người đó thì nó sẽ quay thường xuyên hơn. Mình thì bạn phải làm lên kịch bản, kênh làm vlog và cái kiểu. Hỏi các tên thật là gì? Các tên thật là Két chứ hả? Dạ không, em mình tên là Thương nha mọi người, nhưng mình giới tính nữ. Biết ông Thương không? Không, biết chị Hương à? Mất tự khéo. Tên Thương thiệt hả? Dạ. Hương hay là Khương? Thương giống Hương. Tên anh Thương luôn á. Oh my god. Tại cái hôm đầu em vô em sợ trùng tên nên là em giới thiệu tên biệt danh. Mà Hương có bồ rồi mọi người, không mình ship rồi. Ok. Tú đâu anh? Tú thì nó làm karama nữa bạn, nó đang cầm điện thoại để quay livestream trên top top nè. Ồ. Nếu có thử thách sinh tồn thì mấy chị tự chơi. Kênh Lâm TV không có sinh tồn mọi người ơi. Bên này mình đang tuyển thành viên cho kênh Lâm TV. Lâm TV thì những cái thử thách gì đó mà nó liên quan tới giải trí nhanh gọn lẹ nên không có sinh tồn, bạn chơi có ngày sao sinh tồn được. Nên là nếu có sinh tồn thì thực sự thì chỉ là một cái thử thách gì đó mà không được mua đồ ăn mà chơi trong vòng có một ngày là xong thôi. Trải nghiệm bản thân thôi chứ không có mà sinh tồn mà giải hưởng hay khác người gì mấy bạn, nên bạn nữ vẫn chơi được bình thường. Tiêu chí bởi vì mình mới tuyển Lâm TV là vậy, chứ Lâm Vlog là chơi không nổi đâu mọi người. Như clip sinh tồn mà trận chiến cắm trại sinh tồn mình vừa mới quay hình như là khoảng là 3 ngày quay, rồi 1 ngày chuẩn bị, rồi 1 ngày đi, nó tốn cả 5 ngày để quay một clip các bạn. Nên Lâm Vlog là không có tuyển thành viên nữ đâu. Tuyển cả 4 bạn nữ hả anh? 4 bạn thì tuyển không nổi đâu bạn ơi, tiền lương và 4 bạn cộng lại một tháng cả 100 triệu sao mình cộng nổi. Chết luôn á. Ăn đâu anh? Ăn thì nó thằng cái hành bò bàn các bạn ơi, nó đang bưng đồ. Món mấy lần bán 2 món mà vẫn tiếp tục, mọi người đặt câu hỏi đi, mình sẽ trả lời nha. Cho hỏi bạn Trinh bao nhiêu tuổi? Dạ em. Em. Dạ. Em tên là Ái Trinh và em sinh năm 2003 nha mọi người. 2003 là 20 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Tiếp theo là hỏi các bạn vì sao muốn vào team anh Lâm. Ồ, câu hỏi này cũng khá là hay á. Đầu tiên là Cát. Mọi người, mình hiện tại đang làm streamer, mình muốn vào team anh Lâm để cho mình có một trải nghiệm mới và phát triển bản thân mình hơn về một cái hướng đi mới. Ồ, nói chung là muốn thay đổi bản thân, hướng đi mới. Muốn thay đổi bản thân. Dạ thì em đã theo dõi anh Lâm rất là lâu luôn rồi, thì mình cũng không có ngờ là mình sẽ được chọn và quay cho mọi người xem. Thì kiểu như là mình rất là muốn có một cái môi trường thân thiện như vậy, kiểu như là mình rất là thích luôn, thì mình sẽ muốn trải nghiệm thêm nhiều nữa, nên là mình vẫn mong là mọi người nói chung là bình chọn cho tất cả mọi người luôn, vì ai cũng xứng đáng hết trơn á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói chung là em muốn trải nghiệm những cái mới hơn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, tiếp theo. Còn mình thì mình chỉ muốn mang lại niềm vui cho mọi người thôi. Mà yêu ạ. Còn mình thì mình thích đi khám phá nè, mình thích nhiều thứ về bên sáng tạo, cho nên là mình nghĩ là mình vào team anh Lâm là cũng thích hợp. Nói chung là bạn thích mấy cái bản mà nội dung rồi khám phá được. Dạ. Ok. Đủ 4 món hả? Vậy trả lời một câu nữa nha. Một câu cuối cùng. Clip sinh tồn có anh Thương không? Thì trận chiến cắm trại sinh tồn bạn Hương nó thắng 3 trận liên tiếp các bạn. Nếu như nó mà thắng thêm clip tập 4 này nữa thì chúng ta sẽ không có vòng gala. Nên bắt đầu từ tập 4, tập 5, tập 6 này là sẽ không có Hương. Để dành chúng ta cố gắng tìm ra 4 đội chiến thắng và có cái vòng gala nha bạn. Vòng gala như vậy thì nó mới kịch tính hồi hộp, bởi vì ví dụ như tập 1 tuyển được một đội mạnh, tập 2 tuyển được một đội mạnh, tập 3, tập 4 gì đó, 4 tập tuyển được 4 đội mạnh và chơi vòng gala thì 4 đội mạnh đánh với nhau thì chơi nó mới vui các bạn. Nên bắt đầu những tập sau là Khương không có chơi, lỡ nó có thắng được cái rồi tới 1000 năm sau cũng không có clip gala các bạn, lại Khương chơi mình nó luôn. Nên là chúng ta sẽ không có Khương nữa nha các bạn. Với lại Khương là hiện tại là nó đang phải chăm sóc của bạn gái nó. Bạn gái theo đạo hay sao mà thấy thứ bảy nào cũng phải đi giờ hờ nữa. Dạ cùng đạo với em rồi. Thứ bảy mình đi giờ hờ đúng không em? Dạ không phải là thứ bảy giờ hờ, thường thường nếu như mình không đi lễ được chủ nhật á thì mình sẽ đi lễ thứ bảy. Tức là thứ bảy và chủ nhật mình chọn một trong hai ngày mình đi. Dạ đúng rồi. Hàng gì thấy dạ. Nó đi hai ngày luôn. Nó thấy là đi là thứ bảy là chủ nhật, chiều chủ nhật nó mới sáng chủ hai nó mới về. Là thứ bảy chủ nhật là Hương không có nhà.
Ok, chúng ta lên món. Cái món nào của mình giữ luôn ha. Hành. Của em à? Hành. Của em. Cấp 2. Dạ, ồ, em kiếm lần này cho ớt chuông ít quá. Sushi. Ờ, nãy bạn cắt trong trước đúng không? Vậy là dạ, em vẫn trước. Và cái phần cắt ra chính là phần ăn đó em. Dạ. Cái này cái gì đây? Trang trí cho trang trí cho vui là hành baro, là cái hành nó bự chà bá mà thôi rình như vậy mà. Và ăn ăn hết nguyên miếng đó. Không biết là nước mắt có rơi hay không. À, khó ăn quá. Người ăn hành. Dạ, ăn được ạ. Nói chung là bữa nay tham gia thử thách thì ăn hành hơi nhiều mọi người ạ. Chúng ta không có gì mà thời gian bạn coi bạn dạ. Chắc ăn hết luôn. Không có gì mà thời gian là coi em bắt hết luôn rồi. Được anh. Ồ. Game biểu chân thật. Game miếng nữa. Có bị cũ luôn kìa. Thế mình nha, ớt chuông. À, thường thường á, ớt chuông á, xào thì ăn không sao. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn sống thử xem sao nha. Này organic này em khổ máy, mua đồ organic thôi à. Như hai trái như 40-50 ngàn. Không, ăn thấy bình thường thì dễ ăn lắm mọi người. Nhưng mà em nghe nói ăn cái này cũng tốt cho sức khỏe lắm không nha. Đúng rồi, nước ngoài nó ép, nó ra nó uống không á. Dạ đúng rồi, ngon. Ngon. Rồi, vậy là cái muỗng màu vàng này sẽ của bạn Uyên đúng không? Cũng không ngon lắm. Muỗng vàng rồi nó giữ luôn nha. Cái này là tương ớt Sam Giang X2 nha bạn. Để mình lắc lên cái, bắt công nó ra sao tới không? Nói chung thì mình ăn cay được, mình thấy game này nó easy lắm. Ồ, vậy là chưa trải sự đời rồi. Rồi, cũng khách cái muỗng đó. Mình ăn cay được, cái này đơn giản mọi người. Rồi, cái muỗng đó là của em á. Được không? Được, thoải mái. Từ từ nó chưa hóng à. Không, em thêm muỗng nữa cũng được. Ba bây giờ ấp. Vậy là cái dĩa cho em liếm rồi. Đồ thôi. Em ok mà. Ok hả? Dạ, em ok. Ok, bạn Phương. Món sushi nó quá dễ rồi. Nãy ăn sushi mực, bây giờ ăn sushi cá hồi. Thì cũng lần đầu tiên ăn luôn. Quất em. Ăn hai như kia rồi. Mà thấy cái này cũng ngon hết trơn. Đây là cảm nhận hợp với mọi người á. Sướng chứ trời. Anh ơi, ekip mà trường lớn hết đi anh. Sushi 5 xị hả? Quá dễ, mình ăn cũng không được các bạn. Rồi ok, chúng ta đến với vòng thứ 3 và bạn Phương chọn trước. Cái nào em chọn cái 500. Sao ai cũng ra. Ai cũng thích, cũng còn luôn hả? Dạ. À, chúng ta có một cái bài toán. Ờ, ai quy 3 tỷ mà bạn. Ồ, bây giờ mình thấy cái gì đó nè. Kẻ húi. Thì em tới bên cạnh luôn này. Ồ. Vậy là hết 500 rồi. Ớt chỉ thiên. Ớt chỉ thiên. Rồi bạn Kinh. Dạ em ở hàng này. Dạ đúng rồi. Ngon rồi đó. Dạ. Chỉ là chanh xanh. Quá dễ. Cát. Dạ em xin cái ngoài cùng ạ. À. Trên. Này. Dạ. 100k rong nho quá dễ. Trời ơi. Game dễ vậy. Rồi mọi người đặt câu hỏi mọi người. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nha. Ồ, câu hỏi của cameraman nó che bà các bạn ơi. Khi nào làm lại vô đồng bếp? Ờ, cái series vô đồng bếp là một series nguyên hội của kênh mình, do đó cái tính tăng bữa nó khá là cao các bạn. Và mỗi lần xong clip đó thì mình thường là đi thảo kháo khá là nhiều các bạn. Cũng ngại làm clip đó, nhưng mà nếu như nhiều bạn thích thì chắc là mình sẽ hồi sinh đó bên kênh Lâm TV. Với điều kiện là chắc là có thành viên nữ tham gia thì bắt đầu mình sẽ đẩy cái series đó mới được nha. Chứ hiện tại là mấy nhóc làm ghê đó mà không nổi đâu bạn. Hoặc là có thêm khách mời đồ chơi nữa nha. Mình không dám ăn đâu. Nghĩ sao mà tự nhiên cái bartender nước soda cái bỏ bún sầu riêng vô. Y như là cái cục ship mà nó lên bền với bạn. Nó dạng vậy mà mấy bạn nghĩ là các bạn mà làm giám khảo ăn cái đó thì các bạn sẽ bị test nè, bị ám ảnh đồ, cưỡng chế rồi cái kiểu. Em xin phép ấy. Em coi cái clip đó đúng không, là em thấy là anh đưa cho mọi người uống thử chứ không, nhiều lúc anh sợ anh nổi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thường cái món anh thấy ghê quá là anh sẽ cho cái hàng chế tạo ra nó thử độc luôn rồi. Nó là ngon, rất là ngon. Thường là nó là ngon, món nó làm mà nhưng mình ăn không ngon. Ờ, các bạn nữ thích ai nhất trong team? Cái vấn đề đó thì mình nghĩ là cái câu hỏi đó thì hơi kỳ á bạn. Tại vì nếu như trả lời thích anh Lâm thì lại mắc điểm với mấy bạn khác. Mình thường là anh nghĩ là nếu như hỏi ai cũng nói là thích hết.
thôi mình giấu riêng đi ha, có chứ đâu cá nhân rồi, nên là mình thích thì mình để trong lòng. Đúng rồi, chứ giờ ví dụ mình hỏi là thích anh Lâm thích ai nhất công ty thì mình sẽ thích vợ mình nhất. Đó, đừng có nói khô như vậy được, khô thì nó sẽ hạt. Đồ thôi, anh yêu em lắm nha, em yêu. Rồi, chúng ta đến câu hỏi thứ tư là cái chữ G, gu hả? Người yêu của các bạn là gì? Vì ra đâu có cho tỷ người yêu đâu mà sao có gu người yêu nữa bạn. Khó, câu đó không trả lời được các bạn. Bên mình là hiện tại là mình sẽ làm là không có yêu đương gì hết. Đứa nào yêu đương rồi là nét hết, không yêu đương nha các bạn. Ok, mình đọc câu hỏi đây nha. Bạn nào gửi tiền để mình đọc nhanh hơn nha. Ok, các bạn tặng 30 ngàn nè, cảm ơn bạn Mom, Mon. Thanh bạn Mon nha, 30k, được tô phở, anh kêu. Như vậy không đặt câu hỏi nữa hết ta. Ờ, chúng ta sẽ có. À, anh Lâm ơi, bao giờ làm lại series Khánh ăn Việt Nam vậy? À, series Khánh ăn Việt Nam thì mình sẽ chuẩn bị làm các bạn. Do là do mình có khá là nhiều brand đồ các kiểu, cái shop đồ nhiều nên mình chưa đẩy được, nhưng thật sự thì mình đang lên kịch bản của Khả năng Việt Nam tập 3. Tập đó là sẽ chơi ở Phan Thiết các bạn, Bình Thuận rồi các bạn. Đang lên kịch bản thôi chứ chưa chơi được, do bận quá nhiều không đi nổi. Lâu rồi không thấy team Long Vlog cắm trại. Kênh Long Vlog mình sẽ đẩy những cái nội dung liên quan tới khử khách, khách mời và giải hưởng các bạn, không có làm mấy cái mà nó cắm trại nhiều nữa, bởi vì spam nhiều quá nó đã bị lỏng rồi mọi người, nên bây giờ mình phải đẩy những nội dung khác vào. Và cắm trại thì mình sẽ làm ở kênh Lập TV. Ồ, chị mặc áo nâu tên gì vậy? Bạn này tên Uyên. Tên Uyên mọi người. Ủa, bạn này chắc mới vô, mọi người thông cảm nha. Ồ. Tháng này ít clip với anh. Tháng này thì hiện tại là mình đang có khoảng 4 clip ở dưới phòng editor các bạn. Mình đang có 3 editor và edit cũng không có kịp các bạn, do nội dung video là nó dài, các kiểu edit đồ tốt thời gian các bạn. Thường một clip edit khoảng 7 ngày mới xong. Chắc là cũng sắp các bạn, hôm nay mình quay clip mới nên cũng được chắc cũng gần cả tuần. Được 2 món rồi nha, vẫn đang đặt câu hỏi mọi người, mới lên được 2 món rồi. Vậy đặt một câu nữa nha, một câu cuối cùng nha. Rồi, bạn Phạm Nhật tặng mình 20k. Đừng dặn Phương đó báo lắm là sao? Đâu có báo đâu, chưa làm hết nói người ta báo rồi. Có đua xe bốc đầu đâu báo. Nói chung là bạn tặng mình 20k, cảm ơn bạn. Nhưng mà báo thì mình không có báo, mọi người có làm gì đâu báo. Cho bạn bè mấy nhóc mình nó đua xe nó còn chưa báo nữa, bạn Phương có làm gì đâu báo. Ok, vậy là câu hỏi đó xong rồi, lên món thôi. Chắc mình like bạn được khoảng 3 dòng nữa là hết rồi các bạn. Rong nho của ai thôi? Em ạ. Rong nho. Dạ, chanh xanh. Chanh xanh. Ôi trời. Đây là kẹo húi và ai chọn thức của mình ta? Bạn bên đây đúng không? Dạ. Bạn Phương. Đây. Cái này. Tốt rồi. Không, loại giám đốc. Cái này mình sẽ để đây đi, không ăn nha. Rồi, ok. Hôm nay nó có rất là nhiều kẹo vào chứ cạn. Một cục thôi. Mình sẽ chơi vòng quay ha. Đó, để đây. Đây, bún cái gì nè. Nó dừng lại đâu ăn cục đó. Em không bún rồi. Đây. Rồi, bún đi em. Được, bún nhẹ quá. Hồi nay anh bún nha. Ok, anh bún cho mạnh nha. Màu gì ta? Xanh, xanh dương. Ok, chúng ta kiếm cục xanh dương. Đây, cục xanh dương. Cái này là kẹo thúi. Hả? Nó có tên rồi anh đâu. Không, em ăn đi. Nó sẽ độc. Ôi trời ơi. Nó sẽ hên xui, một là vị quắc hay là kem đánh răng. Vị gì chị? Ủa sao nó ngọt mà mọi người? Hay là kem đánh răng rồi. Kem đánh răng hay vị quắc? Vị quắc. Chắc kem đánh răng á. Trời ơi. Vậy không ai trải nghiệm, ai muốn trải nghiệm thử cục không? Em. Ok. Cho em thêm một cục nữa được không? Cho em lựa luôn ha, không bún đi, lựa đi. Cục màu đen đi. Cục màu nâu đen. Đó, màu nâu đó thường là vị xịt đó bạn. À, đùa thôi. Đó là ghe hành tây hoặc là cappuccino.
sô cô la thôi. Oh my god, vậy là kẹo nhân phẩm rồi, ai muốn thử không? Vậy là test nhân phẩm rồi mọi người ơi. Em nhắm mắt em chọn đại nè. Đó, mùi gì mọi người? Một cam đó là nước khói hoặc là đào. Ok em thử nha. Nước ối hả? Em không biết vị gì để em coi thử xem. Nó là đào hoặc là nước ối hả? Hay là dưới đây nó in màu hơi khó đọc, có cá chết. Khó phân biệt vị quá mọi người. Nó để tên nó ở trên đây nè. Hay là mình ăn thử hai cục trộn này thử xem nó như thế nào. Anh em xin một cục dễ. Nó không ra vị, chứ anh ăn cái kẹo này anh ăn rồi. Đang, lạ quá à. Cái này là nhân phẩm mà, cái trò chơi cái kẹo hói này là nhân phẩm đó mọi người. Một cục nó ra nó hai vị nữa. Ăn màu gì ạ? Em thủ qua bên này luôn á. Thúi hả? Cái này như kiểu ai mang đồ dớ một tầng không giặt nha. Ồ mệt chưa? Thử em. Cho em mượn. Thôi em thử. Giờ em thử là sao ta? Chị em mình một cục nữa đi. Vô. Rồi, vô thôi, đổi một khác. Vô. Ok, thôi dẹp đi mọi người. Cho edit mấy hàng ekip bệnh ăn đi. Em bắp răng bơ. Trời ơi, hết nữa. Mình lấy thúng. Mình lấy thúng. Gì quá. Gõ đi, ối đi, ối rồi. Thùng rác này là ma, thùng rác này nè. Ông nội ăn ăn cục khúi rồi. Ai cũng bỏ quá nè. Dạ. Em cũng cục khúi. Em chỉ có đồ tắt thôi. Em không có dùng lã, em không có vừa đủ vị luôn. Rồi ok, tới đây nữa. Chị Hiên ơi, chị Hiên thì chúng ta cắn bạn tới đây cái thôi ha. Ok, nếu như cắn qua được tới đó thì vượt qua, chứ ớt mà ăn nguyên trái thì không được các bạn. Mấy game của mình thì cứ chơi vậy thôi. Easy mọi người, dễ lắm. Em ớt được hả? Dạ em ăn ớt được. Rồi ok. Cắn em nha mọi người. Sau này chanh nó làm ngày càng bự ra ta. Ok em thử nha. Để xem dắt ra. Dắt cho sơ sơ rồi, nó làm cái miếng bự quá, miếng ta phải cắt ngang mới dắt được con này, nó cắt dọc. Ai cắt không có kinh nghiệm thôi. Không ai sao ra trừ lương không ấy thôi. Trừ lương. Trời em chắc nó không ra nước như chanh này, chanh mua ở ngoài chợ là không có mua chỗ không. Vậy em cắn cái đi, cắn cái luôn vỏ cái bằng đi, đúng không? Trên miếng giấy đi được. Nhưng mà ý là thôi để em cắt rồi. Rồi rồi, được rồi đó. Ok, được rồi, được rồi. Bây giờ còn giấy giống giấy trong nhà vệ sinh mình quá ta. Em đưa bạn hả? Dạ em cảm ơn ạ. Tại cách suy nghĩ của mình. Nó chắc không ra nước nhiều mọi người. Ok rồi, được, em qua vòng, em qua vòng. Dạ em cảm ơn. Rồi. Ông đòi nó cho nhiêu đó. Của chị bao nhiêu vậy? Rồng nhờ. Ờ, đứa nào chọn sổ đó ta. À, anh người chung của chúng tôi. Ồ, anh Tường. Không sao. Tường luôn cao và trừ bớt, không sao đâu. Dứt đi. Cái này ngon nên em xin phép ăn một mình. Trong lúc bàn cát ăn thì chúng ta lại trả lời câu hỏi mọi người. Trời ơi, áo nâu cu te quý. Mình biết mình cu te mà các bạn. Tiếp theo là câu gì ta? Hiện tại anh còn tuyển vị trí nào không? Hiện tại mình đang tuyển vị trí biên kịch sáng tạo nội dung các bạn. Đang tuyển sáng tạo nội dung. Rồi tuyển một trợ lý sản xuất. Mình cũng không nhớ phải trợ lý sản xuất không mà nói chung là theo phụ trợ lý mình làm mấy công việc soạn đồ được kiểu vậy thì vẫn còn tiễn. Chị Phương sinh năm bao nhiêu? Phương sinh năm bao nhiêu em? Mình thì sinh 2002 nha mọi người. Có mấy bạn mới vô nên mấy bạn sẽ đặt những câu hỏi đã hỏi rồi. Mấy bạn xem trên YouTube các bạn có thể tô về đầu video các bạn coi mấy câu hỏi ở đầu. Anh Duy. Sao anh không ba roi ga ba sói tập 3? Ma sói thì thật sự là khá là kén người xem các bạn, nên mình tập 3 này mình sẽ đầu tư gì đó mà nó lạ và nó đời thật hơn, máu me gì đó hơn, cái kiểu để cho tập 3 nó vui hơn, nên nó hơi khó làm nên chắc là chưa ra đâu các bạn ơi. Cung hoàng đạo của các bạn nữ là gì? Cung hoàng đạo là gì ta? Cung hoàng đạo là... em biết cung hoàng đạo của em là gì không? Dạ biết. Em giới thiệu trước cho mọi người, em sinh tháng 8 nên là cung hoàng đạo của em là sư tử. Có ai là sư tử với em không? Wow. Sư tử tháng 8. Hai sư tử hả? Dạ tháng 8 rồi. Các không biết cung hoàng đạo em. Dạ em là cung thiên bình lai thiên yết anh à. Lai nữa hả? Dạ. Thiên bình lai thiên yết. Oh my god. Thôi mình ngồi kế sư tử, mình là cá nhưng mình là sông ngư nha mọi người.
Anh 22 tháng 2 anh xung công cung gì? Dạ anh xung ngư chung với em luôn anh. Wow. Anh mình đồ thôi. Anh tháng 4 luôn các bạn. Vậy tháng 4 là Bạch Dương anh à? Vậy hả? Dạ. Hay vậy? Tại em có thằng em cũng là Bạch Dương. Ok. Đây bạn cái ăn xong nha. Mọi người đã câu hỏi nhanh lên, bạn cát sắp ăn xong rồi nha mọi người. Rồi cảm ơn bạn Dương Trần đã cho mình 10 can kẹo nha. Ơ 10 can này ăn nhiều hơi nhiều kẹo sâu răng luôn á. 10 can này ăn gì được chị ta. Bánh mì. Cảm ơn bạn đã tặng cho mình ổ bánh mì nha bạn Dương Trần. Máy im. Đội kiểm trách vậy ta. Chơi kia kìa ơi. Những cái có. Cho các bạn nữ hát không có nhạc hát không được đâu mọi người ơi, hát không có nhạc ghê lắm, như là hát có nhạc dính bản quyền á, kênh mình là ngại nhất là hát đó mọi người, không cảm nha, hát mà hát chay thì mình hát cũng được à. Người heo hương hoa mây mù văng lối, làng heo hói phôi phai heo bước ai xa dần, cô đơn mình anh ở quá sập sập à, phải hát hay quá sập lại mà còn dính cái nhạc bản quyền mọi anh người. Em chưa ăn hết mà anh hát rồi mày ối luôn. Mình là fan cứng của Sếp Tồn. Yeah. Sếp Tồn Bãi Đỉnh. Sếp Tồn Bãi Đỉnh. Rồi tiếp theo chúng ta có câu hỏi gì bây giờ? Cờ Tỷ Phú Khổng Lồ. Ô bạn này hay nè, biết mình làm Cờ Tỷ Phú Khổng Lồ luôn ta. Chắc là bạn thấy cái Cờ Tỷ Phú tình đó. Hay á, mình sắp có clip Cờ Tỷ Phú Khổng Lồ phiên bản khách mời nha mọi người. Tại vì mình đã có Cờ Tỷ Phú phiên bản thành viên công ty mà bây giờ thêm một cái Cờ Tỷ Phú Khổng Lồ phiên bản khách mời và các kiểu nữa nha. Sẽ có đang hiện tại đang lên kịch bản, đang soạn đạo cụ đó mọi người. Chắc là 1-2 tuần nữa là có editor edit chuyện kháng nữa xong rồi đẹp. Phải một tay một kháng 2 tuần nữa là có rồi nha. Các bạn thích hỏi mấy cái câu hỏi mới đó hơi. Xong rồi anh. Xong rồi hả? Rồi ok. Chúng ta đến với dòng tiếp theo. Là bạn Quy và bạn Cát. Dạ. Em bên cho em. Giúp luôn em. Sữa chuối à? Sữa chuối. Em lấy cái này nha mọi người. Ok. Ớt sừng. Tốt. Dưa chuột. Chật. Chuối. Sao 100 ngàn dễ ăn 50 nữa kỳ vậy? Có bị gợt. Rồi trong lúc editor mấy cái kiếp mình nó lấy đồ lên thì mọi người để tiếp tục đặt câu hỏi mình sẽ trả lời nha. Anh có dự định đi nước ngoài không? Có. Mình có gì ở nước ngoài bạn? À, mình định đi Campuchia. Mình có lên kịch bản clip đi Campuchia, qua đó mình sẽ bước siêu xe đi thử nè, rồi vô thử sòng bài, không biết cho quay phim hay không, nhưng mà nói chung là mình sẽ có kịch bản đi Campuchia nha các bạn. Còn khoảng 1-2 năm nữa thì mình sẽ đi nước ngoài khá là nhiều các bạn, mình cũng có mấy thằng bạn mình bên Mỹ rồi á, qua mình thăm nó rồi. Mấy bạn mình tự nhiên nó đi nước ngoài hết, đi Úc, đi Mỹ rồi hết, khá buồn. Là mình sẽ có mốt mình sẽ có những cái vlog mà đi nước ngoài mà hay trải nghiệm cá nhân của mình thôi, gặp gì mình quay đó thôi chứ không phải là lên kịch bản sẵn. Là hiện tại là mình đã tới thành phố Vinbia, thành phố này thì có khá là nhiều bia rồi, cái kiểu không có vậy mà mình nói ủa đây mình tới chỗ này lạ quá, chỗ này là chỗ gì, nó dạng vậy nha các bạn, kiểu gặp gì nói đó thôi, thì kiểu như là vlog đời thường á là sẽ có, nhưng mà hiện tại thì chưa, chắc là khoảng 1-2 năm nữa. Kênh anh Lâm có làm người game, mình chuẩn bị đang có cái phòng game phía bên kia, các bạn đang làm phòng game mà đang bên ekip mình nó chưa làm được cái dạng cách âm rồi thiết bị được chưa ok thôi, chắc là phải 1-2 tháng nữa chắc mới triển phòng game được bạn, chứ mình đã làm phòng game từ đầu năm trước mà tới giờ chưa xong cái phòng có phòng game nha. Ấn tượng đầu tiên của các bạn nữ và anh Lâm. Đúng rồi, lên luôn, đẹp trai. Thôi đừng quay nó nữa, mặt nó lên xấu màn hình hết. Em nói giỡn thôi. Ok. Đúng không mọi người? Đúng, chính xác, đúng. Rồi, bạn Cao Minh Quân vừa gửi cho mình 20k dĩa bánh cuốn nha. Chị Nguyên xinh quá, thấy chị ăn cay tội ghê. Tiếp theo là bạn Mi Lâu gửi mình 20k bánh tráng cuốn. Anh Lâm đẹp trai quá, em yêu chị Cát. Tiếp theo là bạn Tiết Nguyễn gửi mình 20k vô te anh Lâm một tem, hợp lý. Ôi cho bạn Lê Hà này gửi 320 yên là sao ta? 320 yên là nhiêu tiền mọi người? Chắc là khoảng 700 ngàn các bạn, quá là nhiều luôn. Thanh Kiều bạn bạn gì mất quên mất. Tiêu rồi tôi lẻ quá. À Lê Hà, Thanh Kiều bạn Lê Hà nha, 320 yên. Yeah. Akikato của Simon.
Ồ, Lâm đẹp trai dữ. Mắc cỡ, mắc cỡ. Nè nè nè, mũi nào mũi cao, mũi nào. Mắc hai mí, mắc hai mí. Mắc cỡ, mắc cỡ. Ờ. À, mình thì đẹp trai là số 1 là không ai dám nói số 2 luôn mọi người. Chưa nè. Mấy món rồi ăn? 4 món rồi. Ồ, mày có, mình chưa kịp gái xong nữa. Trả lời một câu cuối cùng nha, một câu cuối cùng, một câu cuối cùng. À, đây đây đây, bạn toàn thằng gửi cho mình 10.000 mà không có câu hỏi nữa hết. Cảm ơn toàn thằng nha. À, áo bên anh mua làm sao anh? Các bạn có thể truy cập vào lovelove.com hoặc là 2bit.shop. Các bạn cứ việc mua một cái áo hay được, cái quần hay được, bất kỳ một cái sản phẩm nào ở trên đó. Thì không tin nè, số điện thoại nè, địa chỉ rồi tên của bạn sẽ được lưu lại trên web. Và có những cái thư khách là nó phải dùng như gần chỗ của bạn, hay là đơn giản là một người khách thì nó cần số lượng nhiều gì đó thì ekip mình sẽ gọi điện gấp đôm đổ bạn, gọi tham gia thử khách thôi, đơn giản vậy thôi. Ok vậy là xong. Lên dưa chuột. Dưa chuột mà nhiêu hả? 100.000 hả? Dạ, trừ lương ekip và lấy 100.000 ekip bỏ qua đây hợp lý. Sao đây muốn dễ không hả? Của em à, những món này là khó nhất rồi. Của em là đỏ chót luôn. À, bên đây chọn trước đúng không? Phương chọn trước. Bên này em chọn trước. Bên rồi, kia. Bên kia gọi cho các uống trước. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu đến vòng review sữa chuối. Chúng ta mình thể hiện cái khả năng review của mình. Để uống đem hết nữa cho mọi người không thấy vị gì hết. Ủa sữa chuối mà phải vị chuối chứ. Giống sữa chuối rồi mọi người, không có gì hết. Nghe mùi chuối không? Dạ nghe mùi chuối và nghe mùi sữa. Ờ, sữa chuối nó sẽ béo béo và nó nghe hương chuối. Dạ rồi, tiếp theo là ớt sừng. Anh em ăn hết đi. Không không, ớt sừng mình ăn tới đây thôi. Dạ rồi, tới đó thôi. Ớt sừng ăn được mà, có ai ăn chưa? Em ăn lần đầu tiên luôn. Đầu tiên ớt sừng. Dạ đúng ớt rồi sừng. Em ăn mấy cái ớt nhỏ nhỏ là mấy cái ớt xanh xanh đó. Ớt hiệp. Dạ đúng rồi, ớt hiệp nó cay lắm. Còn ớt này ớt sừng nó cay quá cha nữa. Đồ okay, ơi không ok, không có cay đâu em. Em cảm giác nó giống ớt chuông giống hồi nãy nhưng mà nó có hơi the the. Ừ, hơi the nhẹ thôi. Anh okay. Thử nè. Anh đã hoài em ghê lắm, không giống ăn đâu. Rồi, vô chuột này mày phải hết nguyên trái thì dễ quá. Dạ, đơn giản. Ồ, ăn sai cách rồi. Mấy ăn bình thường mọi người, giống như vô chuột bình thường thôi, không có gì hết. Tại em ăn sai cách á. Ủa? Anh ăn là khác liền. Rồi, chuối nè. Chuối gì, không có gì để nói rồi mọi người. Dòng này dễ quá mọi người, chỉ có ớt hơi khó tí thôi. Chuối thì ngon mà, chả có gì để nói nữa. Ủa, xay cắt thì cũng ngon nữa hả? Hay vậy? Cứ ăn theo anh là đúng cách là anh Linh vợ hả? Không, đúng cách thì mình sẽ ăn từ dưới lên lên. Em ăn từ trên lên xuống lên thì... À. Không, đầu óc mọi người đang tối quá thôi chứ anh trong sáng lắm. Anh tốn hài chơi vô thôi chứ anh trong sáng lắm. Anh thường tâm nó đâm mình như 23, 24 tuổi mình cũng biết yêu các bạn. Tiền nhiều lắm vậy anh? Tiền hết 4 chị được không anh? Không tiền nổi đâu mọi người, đông với lại cho lỏ lắm, không có tiền hết được, mình tiền 1 thôi à. Ờ, bao giờ có tập series 0.000? Ờ, series 0.000 thì khá là khó làm các bạn, bởi vì chúng ta phải đến cửa hàng được cái kiểu làm series đó khá là khó, phải liên hệ được cái kiểu thì mình không có hứa được. Nhưng mà tại vì cái lịch trình quay các bạn là đã lên được hết sẵn hết, bây giờ thật sự là lịch trình của mình đó đã có sẵn từ giờ tới qua Tết luôn, về kịch bản rồi đã có hết luôn rồi, mình cứ theo cái lịch trình đó mình làm thôi, nên mình không có hứa là làm bao nhiêu được các bạn. Sẽ làm biết nào, cái series nào của mình thì cũng sẽ làm, nhưng mà hơi là nó sẽ lâu thôi, bởi vì quá là nhiều clip nó hàng chờ á. Như là cái clip 30 ngày tính đảo ngoan của thằng ăn nó kêu làm, hôm nay chưa làm được cho nó nữa, tính cho nó ra đảo ngoan 30 ngày ở làm khỉ ngoài. Chưa làm được khá là buồn. Chắc là mình sẽ đẩy khá là nhanh nha, cho nó đi luôn đi. Ngáp kìa. Yes. Ok không em? Ok à. 30 ngày đóng ngay nha. Rồi, lúc đó bữa đó anh ra anh hốt xác em về là đẹp. Không, anh dắt theo thằng Bảo với em là được rồi. Em nghĩ là bạn về còn có mình em à. Anh sợ là còn mình nó chứ. Ai trời. Ờ, Tết có ra clip đập heo. Ờ, mà năm nào mình cũng ra clip đập heo, giết mình giờ mình không biết cái kịch bản đập như thế nào vậy nên mình cũng chưa chắc nữa. Mà hình như là mình nói là Tết năm nay là mình như là sẽ không có đập heo mà sẽ là hội chợ á mọi người. Hội chợ phiên bản hát lô tô, chơi mấy trò hội chợ bọ rồi cái kiểu á, và chơi thường là hội chợ là chúng ta sẽ thắng những chai nước rồi cái kiểu á, thì tụi mình sẽ làm một cái hội chợ real luôn, gắn chai nước nha. À, nó vậy á.
nhưng mà phiên bản là bên đội của mình là sẽ đứng ra làm mấy cái gian hàng rồi hát cải lương rồi kiểu cho mọi người xem. Không biết là ekip mình nó có chuẩn bị được hay không, chứ cái tưởng mà Tết tạo hội chợ Loto thì mình đã ra từ hồi năm trước rồi. Cứ mỗi Tết là sẽ có một clip hội chợ, nó sẽ dễ làm hơn hơn là đập heo á mọi người. Tại đập heo cứ lấy heo ra đập cái nó nhạc không ai xem nữa. Những năm đầu thì còn có người xem, những năm sau thì mọi người xem cái phần nhạc thôi. Ok. 10 tiệm súp thì ăn mừng gì? Như gọn hình như mình có nói gọn 10 tiệm súp là mình sẽ thực hiện cái lời hứa là mua hết một cái siêu thị mini á các bạn. Không biết có siêu thị mini như là Mini Top hay là Circle K rồi đó các bạn. Mua hết siêu thị mini. Có siêu thị nhà em mở đó anh. Em mở lẻ, sắp 10 tiệm súp rồi á em ơi. Còn hình như 40-50 ngàn nữa là 10 tiệm súp rồi á. Có cơm mắt. Ok, vậy chúng ta đến vòng tiếp theo. Và bạn Phương chọn trước. 100 ngàn quá trời em. Em sẽ lấy 100. Đúng rồi, 100 cho khó ăn. Cho em cái ở trên luôn. Đây, nè. Em cảm ơn. Wasabi và nước sâm. Oh my god, tôi sao 100 ngàn quá vậy? Đến em thôi. Chúng ta sẽ có sushi bạch tuộc. Ôi trời. Ủa? 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 Như vậy? Ủa? Như nãy 500 hay sao? Chúng là 100 mà. Xui hả? Xui hả? Cấp khác rồi. Xui hả? Không. Này là mình đấy lẽ là cái sushi bạch tuộc kia đấy lẽ là tấm đó là sai á mọi người. Nó là hai tờ sushi bạch tuộc mà tao thấy có một phần à. Xin lỗi bạn là mình phải kiếm tờ khác rồi. Cái này 100. Ồ, đấy là cái này phải 100 nè. Thôi kệ cho bạn 500 luôn, cái này bỏ đi. Không sao, mình từ lương editor 400 đẹp. Ơ từ lương nào dán này vô chứ. Lên nè, ok, lên lên dán. Dạ, trứng bách thảo. Trứng bách thảo 100. Em ghét trứng này nhất luôn. Ok. Dạ. Tới em á, người cuối cùng. Em xin phép lấy đầy. Ai có 100 hết ta. Trời ơi, sô la kích kết 100 hả? Oh my god, đẹp quá vậy. Ok, trong lúc ekip mình nó bị trừ lương lấy với lại lấy đồ lên thì chúng ta sẽ có những câu hỏi nha. Mọi người có thể đặt câu hỏi bằng cách dễ chú ý hơn, bằng cách là tặng cho mình 1 ngàn hay 2 ngàn hay là 1-2 triệu gì cũng được, là mình sẽ thấy nó nổi lên đó mọi người. Còn không có ai hết luôn rồi, mình khá là vui luôn nhưng mà mình cũng rất là buồn. Nhanh quá, đọc không kịp luôn. Oh my god. Mình già mắt kém rồi mọi người ơi. Có ngà vài người không thích khách mời, anh nghĩ sao? Không thích khách mời thì chúng ta sẽ xem kênh Lâm TV. Kênh Lâm TV là sẽ không khách mời. Còn kênh Lâm Vlog thì tương lai là sẽ có khách mời cho mọi người. Khách mời rất là nhiều, là đằng khác sẽ có series là cả 100 người luôn. Càng ngày chắc càng quy mô hơn. Và bạn nào muốn trở thành khách mời, các bạn cứ việc đăng ký kênh nè, like fanpage, hoặc là theo dõi TikTok, hoặc là cách mà dễ tham gia nhất chính là truy cập vào lovelylove.com và hoặc là 2bit.shop mua chiếc áo là dễ tham gia nhất. Những clip mà 100 ngôn người rồi các kiểu thì tỷ lệ mà mình mời tên fanpage rồi cái kiểu khá là cao luôn các bạn, bởi vì tỷ khá là khó. Mình sẽ mời đăng một cái bài gì đó tới fanpage hoặc là group lovelylove gì đó tuyển. Còn bạn nào không thích xem khách mời, các bạn cứ lên YouTube gõ Lâm TV, kênh đó là chỉ có thành viên mình đóng mấy cái clip đơn giản bình thường, cắm trại ăn uống trải nghiệm du lịch gì đó nhanh gọn lẹ nha các bạn. Bởi vì hiện tại là mình làm khoảng 2 năm nữa là mình đã muốn về hưu rồi, nên mình phải định hướng là kênh Lâm Vlog là tương lai là những bạn khách mời sẽ là nền móng để content tạo liên tục các bạn. Bởi vì chúng ta cứ làm cái một nội dung mà cứ làm riết cắm trại riết rồi đó thì chúng ta sẽ bị nhạt, không còn cái gì để làm hết, bắt buộc là phải thay đổi, muốn tồn tại thì phải thay đổi. Các bạn thấy là có khá là nhiều những kênh 9-10 triệu sub không thay đổi nội dung thì đều thường là bị tử các bạn, bị chết hết. Nên muốn tồn tại thì bắt buộc mình phải thay đổi thôi. Thật sự là giờ không muốn thay đổi cũng phải thay đổi mọi người. Đó là một cái hướng đi mà mình bắt buộc phải đi theo nha. Cho em hỏi chị áo xám ở giữa. Mình 34 tuổi rồi mọi người. Tết năm nay mình 34 tuổi rồi. Dạ. 33 tuổi rồi, Tết này mới 34 em. Đây, bạn Limin 20k. Cảm ơn bạn Limin nha. Khi nào ra clip mới về Lâm? Hiện tại thì mình đang có khoảng 3 đến 4 clip gì đó đang edit ở dưới phòng edit, các bạn edit được gần 1 tuần rồi, chắc là sắp có rồi các bạn.
lý mình quay liên tục, tuần nào cũng có clip quay hết các bạn, nhưng mà tốc độ edit không có nhanh được. Thì tại là có đang tính tỉ khi editor thứ tư. Mà bộ khi editor thì chúng ta phải thêm nè, thêm máy nè, một cái máy của editor cũng cả 100 triệu các bạn. Rồi tiễn thêm chỗ ngồi nữa, bây giờ cái phòng mình, cái công ty mình quá nhỏ, không có chỗ ngồi nữa. Rồi cảm ơn bạn Phạm Nhật đã donate cho mình 20k sáng. Dù mình đang sáng rồi, cảm ơn bạn nha. À, bạn có câu hỏi là anh kêu Phương tương tác tí đi, ngồi im ru. Ok, em có 1-2 phút để tương tác với lại bạn Phạm Nhật. Chào bạn Phạm Nhật nha. Bạn đi ra đi, bạn đừng xem mình nữa, bạn báo mình quá rồi. Ủa? Vậy là nãy bạn nói bạn báo hả? Dạ, đúng rồi. Ồ, chứ dữ dai vậy hả? Vậy là nãy nói bạn tương tác chắc là hay luôn nha bạn. Bạn Phạm Nhật này, báo bạn Phương nữa rồi. Món lên được ngay. Món lên hả? Dạ. Một câu cuối nha. Vậy anh kích ăn hào đại cho 4 bạn nữ vào đi anh. Tốt. Thằng nào à? Trời ơi, trời cái mình lẫn á, ai à? Không, cho qua, cho kích em qua làm kênh Lobby Lock nha. Rồi, được anh à. Rồi, xin tồn với tụi anh luôn, bình thường ở đâu đúng không? Rồi, em xin nghỉ luôn. Tốt. Vậy bạn hiểu đúng không? Còn 2 câu nữa trả lời luôn nha. Làm sao để tham gia hội chợ vậy anh? Hội chợ thường niên mỗi năm một lần của mình thì mình sẽ tuyển trên shop thôi các bạn ơi, bởi vì không có đông được. Ví dụ như mình mà tuyển ở trên fanpage mà đến 1000 bạn tham gia hội chợ là mình sẽ bị phường rồi các kiểu lợi hốt các bạn, bởi vì nó gây ra gọi là gây rối trật tự công cộng á, nên chúng ta chỉ đến được số lượng giới hạn, ví dụ như 50 hay 100 người vậy thôi. Nên là những bạn mà mua áo bên shop của mình thì sẽ ví dụ như là mình sẽ gửi 100 vé mời gấp đôm rồi chẳng hạn, thì nó mới không có tránh được cái hiện, nó mới tránh được cái hiện tượng là quá đông mà tụ họp về một chỗ, bạn sẽ gây rối trật tự công cộng. Mấy trường hợp của Lê Dương Bảo Lâm rồi ai đó phát từ thiện rồi cái kiểu bị hốt dữ lắm các bạn, nó gây rối trật tự công cộng. Rồi câu hỏi thứ tư, sắp Noel này anh có sự kiện gì không? Có. Việt Nam mình thì Noel này không có sự kiện gì hết các bạn, mình chưa có kịch bản nào liên quan tới Noel hết. Nhưng mà nếu như nhiều bạn quan tâm tới Noel thì có thể mình sẽ làm một clip cấp trại hay là thử thách gì đó liên quan tới Noel nha. Mà Noel còn tất cả hát máy luôn mà. Ok, chúng ta lên món. Coi của thằng đạo diễn sản xuất nó sắp hết pin nên còn 11% vậy. Có bảo ơi. Ôi tụi có bạn này cho. Cao Minh Quân vừa gửi cho anh Lâm 20k ăn chèo. Uyên dễ thương quá, tim. Không, gửi anh mà gửi anh 20k mà em. Hết kiểu. Ai bóc trước của anh ta? Rồi ok. Này thì chúng ta phải uống hết ăn luôn cũng xăm nha. Chúng ta sẽ review theo dạng như này, vô đây, nước xăm nha mấy bạn đó. Đây, nước xăm nha mấy bạn. Có củ xăm ngay giữa nè. Có củ xăm luôn, mình uống hết nước xong rồi mình xem củ xăm. Xăm Hàn Quốc. Nãy giờ chưa có ai khua, mình muốn nhìn một người khua là sẽ như thế nào vậy? Có chua chua. Để mình uống thêm. Bộ lắm á. No luôn. Đổ cái củ ra dĩa luôn nè. Đó, cái lấy củ ăn luôn. Nó chua chua mà nó bị gắt cái cổ nữa. Ngon lắm á, mềm mềm. Anh chưa bao giờ ăn luôn á. Anh cho anh. Hả? Anh gặp tài quả gì? Ăn giống gãy cây không em? Ăn giống cái cây bình thường mình ăn, mình cạp lên chứ không có gì hết trơn. Mình thường ăn cây à? Rồi, bạn Nguyên. Anh quá tiền hiện. Ồ. Tự nhiên nó xét sẵn rồi bạn ơi, cộng lương rồi. Thế nhưng mà người lần đầu tiên mình ăn mà không ăn kèm với cái gì cả. Wasabi. Ủa không hả miệng hay gì hả? Nó sọc mũi không? Không, nó nở mũi thôi chứ không sao ấy. Tâm thương, đơn giản. Quá là bình thường. Rồi, đến em nha, em thấy có chuyện xảy ra đó. Ủa cái này là luộc chưa ạ? Cái trứng vịt bắc hảo này mình ăn sống rồi, em không còn luộc. Oh my god, có khi em tập đó mọi người. Nhưng mà bây giờ là sao, là em đặt đổ ở đây luôn. Đúng rồi, mình đặt. Nó đâu có bể đâu em. Nó y như luộc gì á. Nó chín
rồi. Okay. Chỉ lột vỏ và thưởng thức thôi à. Nó ghê quá. Không, cái này do em chưa ăn bao giờ chứ em ăn rồi em ói á. Ok, nếu mà... Thấy chưa? Để dĩa luôn, để dĩa luôn. Đó. Mày có... Cắn cái lột nhiều rồi em ăn hết cũng vậy à. Ờ, để em gán chứ. Nó nung nín luôn kìa. Sao biết được. Để dĩa em, dĩa em. Nó nung nín luôn. Bả hết nghe mà nói chuyện luôn các bạn ơi. Phải, cúi của đứa cái tức là ngâm đứa cái hay sao á, em hít một hơi à. Cái này mày ăn mà ăn hết là mọi người chạy miệng rồi, hôi quá chó em rồi. Không, thực ra là cái món này không biết ăn đâu chứ chứ ăn là em ghiền luôn á. Ngon quá, ngon rồi. Xong hôm nay là em hên nha mọi người, em thấy ăn giống như rau cầu. Ừ, mà nó ngon mà không có vị luôn. Chưa ăn tới cái lòng màu trong ở trong cơ. Chắc không? Chắc cái lòng ở trong cơ. Cái lòng màu đen nó béo. Ok, đếm thử. Em chưa lột hết. Em cầm qua đây luôn cũng được nè. Này là bà cố ý nè, cái này là cố ý nè, mình biết rồi. Ờ, em cố ý nè. Anh này lố rồi. Ôi, nó cay, nó thơm quá. Oh my god, kẹt kẹt kẹt. Không hiểu luôn, lúc em mắc ói mà em mắc ói á. Không, anh diễn rồi, ra húi quá em. Nè, nè, đang cho anh nè. Thì chụp lại. Mọi người có ai ăn giống em chưa trời? Ờ, trong lúc bạn Trinh ăn cái món nước đáy ngâm trứng vịt đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi nha bạn. Ờ, hộp vịt Bắc Hảo ăn chôn với nước tương ớt là ngon. Cho nhanh quá, là ngon lắm đó. Ừ, nó còn béo béo. Chưa chưa có kìa. Ờ, hình tiên nữ xuất hiện tên Lâm Vlog được không anh? Ờ, có thể ví dụ như mình mà hiếu nhân lực thì sẽ có hình tiên nữ xuất hiện tên Lâm Vlog. Nhưng mà tiễn này là tiễn Lâm TV nha bạn. Dù mình thiếu nhân lực thì bạn đẩy qua. Team anh Lâm có ai học hết cấp 3 không? Ờ, thằng Đại tự đưa ra nè. À, Đại gõ hả? Mình còn chưa hết cấp 3. Team mình sao hết cấp 3? Đầu đèn, xói đầu đèn chưa hết cấp 3. Chỉ có biên kịch nè, editor nè, đạo diễn sản xuất. Rồi nói chung là trong cái phòng hậu kỳ của mình thì học hết cấp 3 hết nha bạn. Mình tuyển ai còn hết cấp 3 hết. Dù mình không học hết cấp 3 nhưng mà mình tuyển thành viên nhân sự của mình là phải học hết cấp 3. Em cao đẳng. Em cao đẳng hả? Sao? Đúng rồi, cái mắt nó tính. Sao nó gì trời. Đây còn một là thành viên mình là không hết cấp. Ơi thằng Hào, À đúng rồi. Thằng Hào không hết cấp 3 nha bạn, nhưng mà nó học tới cái ngành mà nó nói chung là nó mới kể cho mình là nó học cái ngành nhảm nhí đó bạn. Sửa điện lạnh gì đó. Cái nó leo lên đi sửa cái nó về luôn, nó không học nữa. Học gì mà học sửa điện lạnh. Cái nó nghỉ luôn. Rồi tới chuyện khác vậy. Ok mà xong hả? Quá giỏi. 11 điểm trên hàng điểm 10. Nước mà. Không, thử anh không có nước em. Okay, vậy, vậy có nhiều em nói mà có hôi thì anh thông cảm nha. Nãy giờ nó húi cực kỳ luôn, còn dữ đâu thôi. Anh thông cảm nhưng mà chị không thông cảm. Rồi cuối cùng bạn cát thì cái cát này easy. Định chọn cái gì khó khó ăn tí mà bóc ngay cái dễ quá mọi người ạ. Rồi câu hỏi chúng ta sẽ có là kích hào mi bên ơi. Mình vừa mới kích hào mi rồi, các bạn đâu nhìn thấy nó trong clip này đúng không? Mình kích nó về quê đám dỗ rồi các bạn ơi. Hôm nay nó về quê đám dỗ rồi, mình kích nó về quê đám dỗ rồi. Có ai gửi cho mình tô phở để mình thấy cái câu hỏi của các bạn rồi. Cái câu hỏi nó nhanh quá, đọc không kịp luôn á. Ước được bụp tặng tô phở. Kheo kheo. Bụp. Câu hỏi. Chút. Không có câu hỏi gì tin đó. Chạy màn hình trắng phéo hết à. Thằng kia cào phím lẹ coi đại. Cào câu hỏi nào cũng được, trả lời cho. Không con cậu à. Kích hào có nó đọc trả lời con mà. Ờ, về Sóc Trăng chơi anh ơi. Sóc Trăng mình không biết Sóc Trăng là ở đâu đâu, nhưng mà mấy tỉnh miền Tây thì cứ có cái xe du lịch đó, bạn cứ bóc vào thì chơi thôi, bạn cứ comment thì chơi thôi. Tại vì miền tỉnh miền Tây tới rất là nhiều luôn mọi người ơi, nhưng mà bạn cứ comment được là chơi thôi. Xe đi du lịch thêm 5 giờ du lịch hoặc là 50 giờ du lịch của mình nha, hai xe đi du lịch.
Từ Lương hầu ông Miếu thì nó bị Từ Lương hoài à. Nãy giờ mình livestream được bao nhiêu phút rồi ta? Biết không? 1 tiếng 5 phút. Vậy là sắp hết thử khách rồi đó. Ủa xong chưa Cát? Ok, bạn Cát chưa, bạn chưa xong nên mình lại tiếp tục trả lời câu hỏi thôi mọi người. Cảm ơn bạn Mai Sinh Bắc đã cho mình một SGD là SGD là cái tiền tệ của nước gì đó ta? SGD là của gì ta? Sài Gòn đô ta hả? À, tham gia T35 ăn nhiều, các bạn nữ có sợ bị phá body không hả? Thì mình ăn ít thôi, đúng không? Ai kia mình ăn nhiều, ăn ít thôi. Lỡ đi nắng là đi ăn khui sao anh? Cái đó là chịu thôi, cái mình đi nắng, mình cũng có thể đi mát mà. Ví dụ như một cái thử thách gì đó mà dân nắng thì mình đầu hàng. Mà đồ hơi kênh Lâm TV không có cái nào đi nắng đâu mọi người, đi đơn giản thôi. Dù cắm trại, cái bãi cắm trại là rừng thôi chứ cũng không có gì khó khăn đâu mọi người. Kênh Lâm TV khá là dễ làm, nội dung làm nhanh lẹ, một ngày là xong rồi. Nên không có sao đâu, vì mình có cái nhu cầu mình tuyển nữ vào, nghĩa là nội dung phải dễ các bạn chứ mà khó bắt đi sinh tồn hay là đi đảo ngoan mà 5-7 ngày rồi sao rồi đi nổi đúng không? Có bạn này comment là nếu anh Vĩ chịu trở về thì có được vào lại tiên không, thì không các bạn, không có được. Tại vì giọt nước mà đổ rồi hốt lượng khó lắm. Và đó sẽ là câu trả lời Vĩ cuối cùng các bạn. Không, mình sẽ không trả lời mấy câu hỏi gì về Vĩ nữa. Mình chỉ, nhưng mà thì đổi ra hỏi tim thôi chứ nó đâu có bị chết hay gì đâu mà sợ các bạn. Bình thường, không có gì hết nha. Ok. Xong rồi hả? Xong rồi hả? Dạ. Ok. Chúng ta đến với vòng tiếp theo, vòng này hình như là bạn Phương. Dạ đúng rồi. Chúc chúc. Hay còn một em một tranh. Thôi mình xin. Em hả? Dạ đúng rồi. Ở, em cuối mà. Ờ để cát tao coi. Quên, cát. Dứt luôn em, trầm thôi chứ không? Dạ có. Thì ra em tham lam. Em phải kiếm cái gì khó. Nãy giờ chưa có cái nào khó hết. À, sao gian cấp 1. Đây rồi. Rồi em chọn cái đối diện em luôn nha. Cái đó sau lưng chứ. Ok, sau lưng. Rồi. Xoài. Xoài. Chén miệng nha mọi người. Sam Giang cấp 0. Trời ơi, mình có duyên với sushi á. Sushi cá nướng. Đường heo cho dễ chứ hả? Rồi, trong lúc editor ekip mình nó lấy đồ lên thì chúng ta lại đặt câu hỏi nha. Mọi người đặt câu hỏi mình sẽ trả lời. Sở thích của từng bạn nữ là gì? Rồi, đầu tiên bạn Phương, sở thích của em là gì? Sở thích của mình là được đi quay chung team với anh Lạc. Wow, điều. Một câu hỏi ghi điểm. Sở thích của mình thì đơn giản lắm. Mình được biểu diễn hài cho mọi người xem là mình vui rồi. Phải yêu ạ. À, em thích tấu hài hả? Sở thích của mình là sớm mơ thì uống cà phê, rồi buổi chiều uống cà phê cho các bạn. À, sở thích của em là được tắm sạch sẽ với lại với lại là nghe nhạc. Ồ, nghe nhạc. Dạ, buồn tắm. Là mình nghe nhạc, vui mình cũng nghe nhạc luôn. Ủa, cái tắm nghe giống Suka quá rồi. Giống Suka tính nói luôn. Dạ. Thế? Sở thích của mình là mình thích đàn hát rồi đi du lịch. Ồ. Cái trải nghiệm. Cảm ơn bạn Rosie Michael đã cho mình 5 đô nha. 5 đô là 100k. Oh my god. Mãi yêu. Tim bạc chú. Ờ, làm sao để ứng tuyển vào team? Mình bữa đợt trước cái đợt live team ăn bánh trung thu thì mình có tuyển tới đó luôn các bạn, và gửi mail tới thì ứng tuyển thôi. Đợt đó mình có tuyển vị trí nào mình có trong đó luôn mà xong rồi. Gửi mail tới mình thôi. Mail thì trong phần mô tả video. Mô tả hình như có, không nhớ có nữa mà hình như là có các bạn. Rồi cảm ơn bạn Sơn Dương đã tặng mình 10k. Rồi có một bạn tên là Minh Khang Nguyễn đã tặng mình 50k. Nào có clip xây nhà vậy anh. Clip xây nhà thì hiện tại là kịch bản của mình là người cuối cùng rời khỏi nhà bằng sắt á bạn. Vẫn đang tuyển những bạn biết hàng mới chơi được. Nhưng mà nếu như khó tuyển quá thì chắc là mình sẽ tuyển đại luôn mấy bạn không biết hàng luôn, rồi vô tống hài luôn quá. Còn không thì sẽ có clip người cuối cùng rời khỏi nhà với lồng đất, người cuối cùng rời khỏi nhà cây rồi cái kiểu quá. Nhưng mà thực sự là bây giờ là thời gian là không còn các bạn. Quá nhiều clip để đi quay. Rồi mình đang ngày càng có nhiều chuyện bận hơn rồi, con gái mình rồi các kiểu nữa.
mình sẽ cố gắng sắp xếp series nào thì mình vẫn ra tập tiếp này, nhưng mà mình không hứa được là khi nào ra thôi, chứ vẫn series nào cũng có thể ra tập tới theo á. Các bạn toàn trang đã gửi cho mình 9.900 đồng, bạn Phát Mèo đã gửi cho mình 20k cho bốn bạn nữ cosplay đi anh Lâm. Giờ không có đạo cụ không có đồ cosplay chứ, không có cosplay được bạn không cảm nha. Cảm ơn bạn Hồng Khắp đã gửi mình 10k, và bạn Mike Rosie Michael đã tặng mình 50 đô nữa, có gì 25 đô nữa. Bạn Khớp Xanh gửi 49k với câu hỏi là em yêu anh Lâm nhưng nói với Phương nhớ lời N nhé anh. Nhớ lời N là nhớ lời gì em? Nhớ lời nhắn hả? Ủa là ai vậy? Nhớ lời... Đây cái bạn khớp xanh hồi nãy á. Không, này Khớp Xanh là ai á? Ờ. Tương tác với chị mình cảm ơn bạn luôn nha. Bạn Khớm. Đại Cao Bình Quân nữa, ông này ông bị rút bạn Uyên rồi, mới Uyên quá. Rồi món ăn đó là được 2 món. Anh có dự định mở shop game không? Shop game là phạm pháp đó mọi người. Shop game là phạm pháp. Cái shop bán là game rồi cái kiểu là phạm pháp. Trong cái nội quy của tất cả các nhà phát hành game đều có cái nội quy là không được buôn bán account game mọi người. Hồi đó mình có shop game, vừa ra cái luật đó thì mình dẹp luôn rồi. Mình sợ bị bớ đi lắm. Thật sự là không làm cái gì phạm pháp đó nha mọi người. Ví dụ như kênh nhỏ nhỏ đồ thì chúng ta mở shop game thì được, còn kênh mà lớn rồi kiểu có nhiều người vào mua ạc đồ mà mở shop game là tỷ lệ là bị mấy nhà phát hành nè kiện các bạn. Kiện là ví dụ tự nhiên giờ mình mở shop game doanh thu kháng mình được 1 triệu đi, cái ông nhà phát hành nào đó ông nói là ông bị hắc khu 10 tỷ do mình, cái mình phải đền 10 tỷ. Đó là lý do là đừng có ăn 1 triệu mà mắc 10 tỷ các bạn, nó ở chỗ đó không có nên làm như vậy, phạm pháp là không nên làm nha. Nên shop game là mình không có làm. Hả? Ngoại trừ lương, ngoại trừ lương anh có ý định tăng lương. Thằng nào cào kìa, nó cào kìa. Đại hả? Tăng lương cho em kiếm không? Trừ biết rồi làm sao mà tăng được, em nó trừ âm luôn rồi. Có chứ, nếu như ví dụ như là lấy cái đồ ăn lên là có cái muỗng vậy là hồi nãy trừ 10.000 thì giờ cộng lên 5.000 thì còn âm 5.000 đẹp rồi. Bơ phẹt. Nè cái này không có muỗng rồi, không có đũa đúng không? Biết mà trừ lương không mà cam tạo biến hài á vậy hả? Ừ trừ lương không bạn, trừ nghĩ sao tăng được cắt thưởng hoài hoài luôn. Ờ vậy đi là cá ăn trước rồi. Dạ. Cái muỗng của em có muỗng chưa? Dạ em chưa ạ. Vậy đợi cho em một cái muỗng đây lấy luôn chưa? Nè như gỡ này ra nè, có khui sẵn như vậy nè, hồi nãy trừ đó, hình như là có 10.000 thì giờ cộng là 5.000, gắn là từ 5.000. Rồi ok. Dạ. Mình sắp nấu được nồi canh rồi mọi người, nãy giờ có hành, có sa tế rồi cái kiểu rồi, bây giờ có sam giang nữa. Mời mọi người. Sao? Ít một rồi đó. Bây giờ mà có thêm một một tô mì trộn nữa thì bơ phẹt. Bơ phẹt. Ok đến mình nha. Hồi nãy mình ăn trước bách thảo bây giờ mình túi miệng. Soi. Hồi nãy ăn bị túi miệng á, giờ phải chén miệng nha. Túi miệng á. Soi mà còn có muối nữa. Quá ngon rồi. Bơ phẹt. Anh có gắt em không? Có chứ. Anh gắt lời ga lăng em. Ngày hôm nay bị sao á? Quên phải lắc lên. Cái tô này đâu có cay đâu, nó ít không mà. Tức là nó béo rồi như là kem vậy em. Ừ. Trời thương gái, cảm ơn. Cái này cũng béo như kem vậy. Ờ đúng rồi, ít bộ thì nó béo hơn kem miếng. Còn ít không như kem. Ủa cái này như kem thì không cay. Ờ tên của nó chính là sốt chấm vị à? Gà cay carbonara. Ồ, với vệ sinh. Dạ. Nãy để từ 10.000 nè, giờ đem cái đũa lên này cộng lên 2.000. Em thấy cái điểm mà chị này báo lắm rồi nè. Cộng lên 2.000. Đây tới mình thì lại là sushi. Sushi cá nướng quay sushi gì? Là bạn ấy bóc hết. Nóng ngon. Nóng bình thường nha mọi người. Ủa vậy tính ra là nãy giờ chưa có ai thất bại luôn, ai cũng hoàn thành thử thách luôn á. Game gì mà dễ thế gì?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 6, 8 đây là 2 vòng nữa là chúng ta kết thúc cái video này rồi nha các bạn. Ok, vậy là đảo vòng bạn Phương chọn trước. Cái bên thôi. Đang muốn lấy gì mà không? Thôi em tự lấy. Lại là sốt cà chua. Sốt cà chua. Bánh trắng cuốn. Ê, bánh bánh tương muối mà em. À, bánh trắng cuốn. Lâm cười gian vậy. Gian vậy. Ai vậy? Ok, đến mình nha mọi người. Cà rốt nào cà. Để mình nha mọi người, mình cháu cái gì đấy? Sushi cá ngừ. Sushi cá ngừ. Ôi xong rồi. Rồi trong lúc chờ đợi mọi người lấy đồ lên thì chúng ta lại đặt câu hỏi. Làm ekip có cực không anh? Ekip thì có nhiều vị trí các bạn, ví dụ như là editor nè, kịch bản nè, đạo cụ nè, quay phim nè, ánh sáng nè, âm thanh nè. Mỗi cái nhiệm vụ thì nó lại có cái mức độ khác nhau. Ví dụ như caravan đi thì lúc quay thì nó mới cầm máy lên nó quay rồi nó mỏi tay cái kiểu thôi. Còn bình thường thì nó ngồi chơi không chứ có gì đâu làm. Còn ví dụ như lúc mà ekip mà vị trí mà chuẩn bị đạo cụ đi, ví dụ kịch bản đó nó làm một cái nhà bằng kính thì bên sản xuất đạo cụ thì phải đi liên hệ họ kính rồi kêu họ ráp rồi check là kiến nó ok hay không rồi gắp máy lạnh gì đó. Nói chung là mỗi vị trí đều có một cái cực riêng, mình đâu có nói là cực hay không được các bạn, tùy hết xui. Anh có dự định thực ra bắt thực hiện series không? Mình có tập 25 giờ du lịch ngoài Hà Nội mới vừa quay xong hồi 3 tháng trước, 4 tháng trước gì các bạn. Chứ Ga Bắc là mỗi lần mà đi Ga Bắc mà mình kéo nguyên ekip mình đi thôi là cái tiền máy bay với lại tiền ăn uống thôi là cả 100 triệu rồi các bạn ơi. Đi xa, càng đi xa cái tiền nó càng cao, ra nó đổi kinh phí nhiều thứ lắm. Tại vì cái tiền vé máy bay mà khứ hồi mỗi người là nó ra gần 4 đến 5 triệu một người rồi. 10 người là 50 triệu rồi. Ekip đi mười mấy người. Rồi ăn uống rồi nghỉ ngủ rồi đó. Chi phí mà đi càng máy bay mà đi càng xa là càng tốn tiền. Chừng nào anh Tú quay lại team, Tú nó làm ekip mà sao quay lại team được các bạn, nó đang cầm gọi nó ngồi bấm điện thoại rồi. Nó học buổi tự nhiên giờ đẩy qua cho anh Bảo cầm. Mỏi tay quá anh ơi. Ok, nói chung là nó cầm điện thoại nó quay phim đó bạn. Em thấy bạn nó mới donate. Anh có tiễn khi vợ khum. Ok. Không. Còn bạn có mình thì các bạn biết rồi, mình rất là trung tình. Nên hai ba vợ rất nhiên là không được rồi. Một vợ là được rồi nha các bạn, không có tiễn khiêm nha. Vậy sao đi cắm trại cứ phải đem theo dầu ăn nha. Mấy nhỏ thôi em chứ anh đâu xài đâu. Mấy nhỏ nó phải chiên bánh, chiên bột đồ buổi tối em. Anh đem theo từ đó. Từ đó thì anh để anh chấm bút rồi chứ anh không có ăn, không có làm gì đó hết em. Mấy bạn nữ có đi tập gym không anh? Ở đây có ai tập gym không ta? Có em nha. Có. Có két. Rồi vậy là ba người, bạn Phương có tập gym em? Mình là biết rồi nè mọi người, mình đâu có tập gym đâu. Em không tập gym, vậy là có mình bạn Phương không tập gym thôi nha. Ok, đồ ăn lên luôn đi mọi người, dứt. Có đó baby. Cái này mới dễ thương nè. Ủa ai chọn bóc trước của mình ta? Bên này. Rồi, bạn Phương trước. Cái này là sốt cà chua các bạn. Để gà lăng. Con Hảo đây là yếm này. Cái này mình đang muốn bự thôi nha. Sốt này ăn nhiều chết đó. Đây mà mọi người. Sốt cà chua nguyên chất. Hay vậy? Chua hả? Ghê lắm đúng không? Ngon lắm. Đừng có thử nè. Đừng có biết rồi đó. Còn hành hả? Hay vậy? Bánh gì? Bánh tráng cuốn hả? Bánh chưng muối. Vậy mà em đang nói bánh tráng cú. Nãy giờ mình mới được một món ngon đó mọi người nha. Không xong rồi. Bánh mà tráng muối là sao ta? Bên trong có tráng muối không em? Được không? Nó chả có gì cả, nhưng mà nó ngon. Hình như là tráng muối nhào với bột là hay sao? Ngon nhất từ trước rồi nãy giờ. Tiếp theo là cà rốt baby được trồng organic. Ăn khỏi máy luôn, ăn luôn cái lá luôn cũng được, nước organic mà. Ủa, organic tức là không có sử dụng thuốc từ sâu, em người ta sẽ quậy nước.
phan rồi cái kiểu người ta tưới rồi trực tiếp mà chứ người ta không có sử dụng thuốc từ sâu. Bằng người em thấy rất là ngọt luôn. Ừ. Như là năm bảy củ vậy chưa 70 ngàn không nhớ. Như vậy. Cà rốt với lại cà rốt. Thì nó đắt mà organic nó mới đắt lắm. Như ok nha mọi người. Ớt chuông này hai trái xíu rồi chứ 30 ngàn. Trái bé thôi ăn hết đây đi. Cái này phải ăn hết nguyên củ chứ này ngon mà. Nguyên củ luôn rồi ăn. Ờ ăn củ thôi. Ăn nhiều quá. Ăn nhiều bổ mắt. Em thấy ngọt lắm luôn. Vitamin E hả? Em không biết, em đóng gặp gì. Chúng ta bây giờ em toàn ăn rau củ nữa. Chỉ có trứng bách thảo thôi. Ok, cuối cùng bạn Cát chúng ta có sushi cá ngừ. Em đang thắc mắc sao cái này cũng 50 ngàn nha mọi người. Anh trừ lương hết nào có ra đâu em. Dạ. Thì theo như tập trước thì mình vẫn là nhà tiên tri nha mọi người. Và mình ăn sushi cá ngừ. Ừ. Không hiểu nhà tiên tri là sao đó. Cái lúc mà tập em đi ăn người cuối cùng thì ăn sushi. Ý mà là tại sao đây là tiên tri chứ? À thế là đó là trong ối là đóng được hả? Thùng rác thôi. Chứ chân em á, chứ mỗi người đều có một cái thùng rác này. Vậy là bạn Cát bị lọ. Không, em chưa. Em chưa, còn trong họng. Ok, trong lúc chờ đợi mình sẽ trả lời câu hỏi. Anh Lâm đẹp trai quá. Hồi lúc mình hình như năm mà hồi lúc mà mình 22, 23 tuổi bạn. Đẹp trai dứt dắt đổ tường luôn các bạn ơi, giờ già bớt rồi. Ồ, anh Lâm có sợ gì không? Mình sợ sợ vợ mình như sợ chết đấy mày. Sợ chết. Sợ vợ. Không sợ ít thôi, sợ vợ sợ về. Còn sợ chết về. Bự lắm, mình sợ nhất là chết. Ai cũng chết nhưng mà chết phải sợ chứ. Ví dụ lỡ mình đang ngủ mình đi luôn không sao, tự nhiên mình bị đau đớn rồi, tắc hở cái gì rồi, đau đớn lắm. Sợ chết. Nếu đi quay với team các bạn nữ có sợ gì không? Em có sợ gì không em? À, theo mình nha, đó là tính chất của công việc nên là mình nghĩ là mình chơi hết mình không có cần phải sợ gì hết trơn. Không, ý là em có sợ con gì, ví dụ rắn rớt cái con gì, em có sợ con dạ gì không? Dạ không, tại vì em có theo dõi video của mọi người thì em thấy mọi người bình thường, em sẽ bình thường thôi. Em nghĩ là anh sẽ có những đậu phụ khi mà mình bị thương hay gì đó. Dạ. Bị thương thì chắc là không rồi. Ví dụ như sợ tự nhiên mình đang đi này gặp con gián. À gián đó là dạng vậy đó. Dạ không luôn, em cũng không sợ gián luôn. Y như bà xã mình đó, không biết có thằng làng không, tự nhiên nó đậu trên đó kìa. À thằng làng, tao phi nó nằm trên đó, nó không có làm gì mình hết, cũng sợ nữa, cái đó là sợ. Dạ. Em có sợ thí dụ sao ba rồi chẳng hạn? Dạ không luôn, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình ngủ mà mình kiểu có cắn có đồ thì mình sợ. Dạ. Cái vấn đề an toàn thì đó là cái không sao, bây giờ là ví dụ như mình tự nhiên mình ví dụ như thằng mấy thằng lính mình đi nó hay sợ ma, đi nó không dám đi chẳng hạn. Mình sợ gì không? Em cũng sợ ma. Em sợ ma à? Dạ em cũng giống mọi người thôi, em sợ ma. Anh thì anh không sợ ma. Nhưng mà lánh rết rồi nha, là em cầm em ngắt đầu em bước nha. Ồ mẹ. Em giống bạn Nguyên rồi, mấy con đó là em cũng sợ, em chỉ sợ ma thôi. Lại sợ ma. Sợ sushi à? Em muốn sợ gì hết trơn hay nè. Sợ ma không? Dạ không. Hồi nhỏ em sợ ma lắm nhưng càng lớn em càng không biết sợ là đúng gì luôn. Đúng rồi, ma có đâu sợ. Ok, chúng ta đến với... Ăn xong chưa em? Dạ. Vậy chúng ta đến với vòng cuối cùng nha mọi người. Và bạn Cát chọn trước. Đúng không ạ? Tham giờ 50k như nhau thôi, không sao đâu. Ha, sushi nữa rồi. Không, sushi, sushi tôm dễ ăn. Sushi tôm. Vậy em sẽ lấy ở ngoài cho mọi người chọn cái gừng nước đi. Ờ em cũng sushi giống như chị Cát nha. Dạ thôi em tự nhiên sushi thẳng tiền. Ok ok. Chị lấy cái này luôn. Vậy sushi không hả? À, em tốt với chị lắm á. Em ơn em nhiều nha. Nói cơm nha mọi người. Cái này là gì? May quá. Mì căng cay tứ xuyên. Em ổn. Mì căng cay tứ xuyên. Em ổn. Vậy là cái muỗng này chuẩn bị cho em rồi. Tự dưng bóc ngay sushi nhìn bạn bóc mắm tôm mình thấy vui quá. Em nghĩ cái mắm tôm là phải 500 chứ anh. Để sao mắm tôm có 50 nghìn vậy? Cho mình lấy cây biết. Hồi đó là tròn đó em, tròn đó. Bên tụi anh, mấy hàng cái kiếp mình tụi máy tròn lắm. Ok, trong lúc mắm tôm, sushi đồ lên thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi nha. Mọi người đặt câu hỏi giúp mình. Mình sẽ trả lời vài câu cuối và chuẩn bị kết thúc buổi live hôm nay.
tất cả tiền bon dẫn mọi người đi ăn đi. Đúng đúng. Hợp lý. Mày kia nó vỗ tay quá trời. Không. Tiền của mình muốn xài gì xài, không nên chỉ mọi người xài tiền các bạn ơi. Không nên vậy. Ví dụ như tùy tâm thôi, dẫn anh đi ăn ăn khoái lắm chứ còn đâu. Anh Lâm dễ thương quá. Mình cười quá chúng được mắt chăn tính. Có ông nào ông hỏi số đo ba vòng nữa ngoại ơi. Là phản cảm. Mình thích. Đây là của anh đó. Anh đâu có đích cờ lon đâu em. Từ nhỏ tới giờ anh Lâm có gặp ma không? Thật heo, mình kể mấy câu chuyện ma gặp hoài các bạn, gặp hoài bình thường. Kể chuyện chiếc giỏng nữa. Gặp thấy hết sợ. Chiếc giỏng nữa hả? Anh kể ba là hai dân hết nghe hả? Đây là mình lại phải tiếp tục nhai như bò các bạn. Bó cỏ rồi ta. Hồi mình học lớp 10 lần. Là mấy tuổi ta? 15 tuổi hả? 15, 16 tuổi vậy bạn. Đợt đó thì hồi đó là nhà mình ở Bình Dương. Cái ba má mình ông bà bán nhà ở Bình Dương, Hủ Dầu Mộ lên chuyển lên trên Minh Hòa Dầu Tiếng ở trên đó. Cái làm ăn khắc bác thì ông bà trở về Bình Dương, ông bà làm, còn mình với em mình thì ở trên Dầu Tiếng, Minh Hòa Dầu Tiếng. Có hai anh em mà lúc đó mình 15, 16 tuổi, hiền thằng Hương nó hôi thua mình là 5 tuổi gì đó, 13, 14 tuổi gì đó, 12, 13 tuổi gì. Thì nó ở trong nhà hai thằng. Tối đó mình chơi game, mình chơi tới khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ gì đó. Cái hai thằng đi ngủ. Cái vô tới phòng ngủ thì đằng trước nhà mình có cái võng á, trong phòng khách mình có cái võng á. Kiểu có két, có két. Cái mình với em mình hai thằng cùng nghe, tại vì thường gặp ma là chứ bị ma hù là chỉ có một người nghe, con này có hai người nghe nên hai thằng chạy ra đằng trước. Thấy giọng không có gió đưa gì hết vậy mà nó kêu có két các bạn. Cái ra thì nó không kêu thì lại vô buồn nằm tiếp, nằm lại hai thằng lại nghe kêu có két nữa. Lại tiếp tục chạy lên. Là lần thứ hai vẫn có két. Tiếp tục là thứ ba vào lại hai thằng cùng nghe. Tại thường nhét ma là ma nó nhét hai đi hai người ba người mà nó nhét một người con này không hiểu là hai người cùng nghe nên nó không phải chắc không phải ảo giác đâu thì lại nghe kêu có két. Thì mình quyết định là chạy lên trước, thấy cái giọng nó không có gió gì hết luôn, để trong nhà mà nó lại kêu thì mình leo lên mình ngủ dắt tới sáng rồi nó hết kêu có két luôn. Leo lên mình ngủ. Câu chuyện đó chắc là tôi thấy anh kể láo hay gì khoái kể nghiết mà nó kể thiệt. Xạo cái trời đó cái đồ chết mười mấy thằng ở trong phòng này liền. Nó tăng độ uy tín đúng không? Có lời hời vậy nó tăng độ uy tín. Thì lại điểm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16 thằng. Đánh một cái đồ chết 16 thằng nếu mình kể láo. Thấy chưa? Không có gì xảy ra hết, tức là mình kể thiệt nha bạn. Ủa anh, lúc mà anh leo lên võng rồi anh đưa nó có tiếng có két không? Đúng rồi, mình đưa thì có tiếng có két. Tại cái giọng nó bị có két chứ. Nhưng mà mình đưa lên mình nằm ngủ yên mình không đưa sao có két được. Đó vậy các bạn. Mấy con ma tự dưng mất chỗ ngủ luôn. Ai kia nó đưa ngủ yên nằm yên mà đâu mất chỗ ngủ không. Tại vì cái nhà mình hồi đó là được xây tên là sân bay các bạn, tên Minh Hòa Dầu Tiếng là đất ba mình ổng mua là đất đó là đất không giấy, đất sân bay, đất rẻ. Sân bay thì các bạn biết chiến tranh đồ ầm đùng, đằng sau vườn mình là đào đạn đồ đầy. Nó trong cái học cái tủ nhà mình có để bơm trống nữa mà mình đem dục rồi hồi gió còn lộn đất cái bơm mà biết cái bơm của tay này nè trong cái hố bơm tên Dầu Tiếng đây không anh là sếp mà anh đâu cần phải tranh chấp đâu chừng lên rồi đó à bảo đúng không ok nói bạn trên đây nè bạn này mới chết bạn nào mở trên Minh Hòa Dầu Tiếng Bình Dương các bạn comment giúp mình là ở trong cái lô cao su là có hút bồi có lựu đạn có bơm có đạn đồ đầu đạn đồ cái kiểu các bạn comment giúp mình có hack hay không. Mỗi lần á mà cái lô cao su mà người ta thanh lý người ta cưa đi á cái lấy máy xúc người ta xúc cái góc lên nó bật cái góc lên á là dưới cái góc đó đạn bơm được đầy mình hồi nhỏ mình lụm hoài à. Các bạn nào bình luận không bạn nào Dầu Tiếng Bình Dương các bạn bình luận giúp mình là có bạn nào đi lụm vỏ đạn rồi lụm đầu đạn rồi đem bán không khúc bồi nữa nha. Em thấy một bạn rồi Dầu Tiếng đi anh Minh Hòa Dầu Tiếng Bình Dương nha. Minh Hòa Minh Hạnh Minh Tăng nha. Cứ được có 2-3 bạn, ít bạn ở Dầu Tiếng thôi bạn. Ok, lên mó. Đấy, bộ cũ anh cầm anh nhắc. Bộ cũ anh hồi đó chăn bò ấy. Trả câu chuyện nghe. Câu chuyện nó đáng để nghe hơn á. Tôm. Tính cua. Là bạn cát rồi trước đúng không? Dạ.
Ok, đầu tiên chúng ta sẽ có món sushi tôm. Tôm này thì đã luộc chín rồi, khá là dễ ăn. 50k về là quá dễ. Xin 50k nha mọi người. Mời bạn tiếp theo. Sushi tanku nha mọi người. Cái này thì dễ ăn vô. Rồi, món này mình ăn sushi chú cùng. Đây là món mì căng cay tứ xuyên, các bạn có hình nè, khá là bắt mắt luôn. À, người mùi giống cái mấy cái mùi đồ ăn mà hồi xưa có một hay đi ăn đó anh. Anh thì tổ hơn anh thì bất hạnh nên không biết ăn món này. Ngon, giống như mấy mọi người đi mua mấy cái thanh cay cay mà chỉ có một á. Cái này giống như này. Em chưa có nuôi đấy nha. Đúng rồi. Đi ăn mình đi, ăn nhiều chị á. Đây, không cần thì anh đi nhiều. Món này gặp cổng trường hả? Dạ, không cay. Cổng trường của anh hồi đó bán toàn là bánh tráng mà màu đen đen á. Cái màu đổ bịch muối mà nó mặn ở dưới muối lầu rồi vô vậy. Nó chỉ có vậy thôi à, không có bánh tráng trộn luôn, cái thời mình đi học không có bánh tráng trộn. Ngực quá. Nỗi sợ hãi. Thôi ăn rồi. Đây giờ mình ăn mùi đặc trưng của mắm tôm. Bình thường thôi mọi người ơi, bình thường nè. Nhưng mà nó mặn. Mình không sao đâu mọi người. Mình nói chuyện mọi người nghe được không? Không. Cà phê. Quả này giọng từ từ. Thôi giọng nhanh lên. Này thì trừ lương từ từ thôi. Anh chờ kể một chuyện xạo đánh chết 16 thằng nè. Thôi ra luôn. Oh my god. Bây giờ tính ra là nguyên cái thử thách này không có ai thất bại, mọi người ai cũng hoàn thành quá dễ các bạn. Do dòng này chỉ là dòng cách tiên các bạn nữ nên những món ăn cũng khá là ok la nha. Ok, chúng ta bắt đầu trả lời câu hỏi. Có kỷ niệm đi cấm trại nào mà thành viên gặp ma không anh? Có mình nhát ma với thằng nhóc thì có, chứ gặp ma thì chưa bao giờ gặp ma các bạn. Mình thù ma đó. Như có mình kể lại câu chuyện thiệt việc khắc luôn nha. Hình như là cách đây hình như 3 hay 4 năm trước thì mình có clip là 24 giờ sống trên đảo hoang các bạn. Tiếp đó thì có thằng Bảo Caravan đó. Nó mắc đi nạn á, gọi là đi ị các bạn. Nó ăn do mình đem đa số đi cắm trại đi đảo rồi đa số đem bị gói, ăn bị gói tới giờ đi tiêu chảy. Nó nói anh Lâm ơi em mắc quá bây giờ sợ ma không dám đi. Em bắt đầu lúc đó thì giật đó. Đám tụi mình là đính là sẽ là kêu thằng cái bài kia núp tụp lùm nhét ma nó các bạn. Cái mình dám nó đi ra mất cái nửa đường à. Cái mình đang chuẩn bị kêu mấy kia chuẩn bị ra dấu mấy kia chuẩn bị hù ma nó. Không biết là nó tự nhiên nó nhảy vô lùm nó đập chứ chẳng trong vòng 5-10 giây thôi là xong liền. Nhét một cái nó kéo quần lên là em xong rồi anh. Chưa kịp nhát nó nữa bạn sợ ma tới mức độ mà nó làm nhanh tới mức vậy luôn á. Em cũng có một câu chuyện xém ma nè anh. Cái bữa cái đợt mà mình đi cắm trại lúc mà cắm trại chung với người lạ ấy, mọi người. Xong lúc đó là buổi tối mình ngủ thì trời cứ mưa lắc rắc rắc rắc. Xong rồi mình đóng hết cái lều rồi nha. Nhưng mà ở ngoài cứ nghe cái tiếng rột rẹt của mấy cái túi ni lông á. Mình tưởng đâu là chết rồi, kiểu này chắc gặp ma tới nơi rồi. Tầm vài giây sau đó thì mình nghe cái bên lều kế bên anh Hào anh mở cửa ra anh đuổi con chó chạy hết vòng luôn rồi. Đó là nguyên một đêm mình tưởng gặp ma rồi, hết ra là ma hụt. Thật ra thì biết tại sao thằng Hảo đi đuổi chó của em. Dạ. Nó bị đáy láo em. Nó bị bệnh đáy láo. Cứ khoảng 1 đến 2 tiếng nữa nó phải đi đáy một lần. Mình kêu đi thám thận rồi coi có bị suy thận hay là gì không, liên quan tới thận không. Không biết bị gì á. Cứ 1 tiếng 2 tiếng nữa nó phải đi đáy một lần. Nên nguyên đêm chắc là nó cứ đi đáy nó sột sẹt, cái nó gặp chó nó đuổi luôn á. Dạ. Em đang nằm em đang sợ xong em nghe tiếng anh Hảo gặp chó em mất cười. Nó bị đáy láo. Đáy người ta đáy thiệt, lại nó ra đâu tới đáy cái vô liền hay sao á. Cái đó cạnh anh em ngủ rồi nè. Đó. Bởi nó bị đập đáy láo. Ok mọi người, đặt câu hỏi vài câu nữa là bắt đầu mình sẽ chốt. Kết thúc video nha mọi người. Câu hỏi gì ta? Các bạn nữ ở xa có ngại khi đi làm ở anh Lâm không? Bạn nào ở xa nhất của ta? Bạn Uyên hả? Chắc em á. Nếu em mà được vào team thì em dự định sẽ như thế nào? Em sẽ dự định xuống đây luôn, chứ thôi em không có về đến lâu nữa. Nếu là em sẽ xuống đây làm việc luôn. Dạ. Mướn trọ hay là ở riêng rồi cái kiểu luôn chứ đâu có ở đi ngày đi Đắk Nông cái ngày mai đi xe về đâu được đâu đúng không? Dạ đúng rồi.
Anh Lâm kể thêm mấy câu chuyện ma nữa để em dễ ngủ. Nghe không? Chuyện ma mà dễ ngủ. Thôi mình để dành miếng hài để tập sau mình quăng tiếp chứ quăng nhiều quá nó nhạt như nước ốc các bạn. Lần sau quăng chuyện ma cái giọng nè. Tiếp sau mình sẽ kể cái giọng đó nha. Ok, cho tới chốt hạ xem là hôm nay là ai sẽ được nhiều tiền nhất nha. Đầu tiên là bạn Phương đi. Mà cho biết bạn Phương nha. À, ai lấy máy tính bấm giùm cái nha. Mọi người cộng giùm mình 50k. Mình cộng miệng đi. Cộng 50k nữa. 100. 150. 250. 350. 350 cộng 500 là 850. 850 cộng với lại 500 là 1.350.000. Cộng 500 nữa là cuối cùng là bạn cát cho tôi có 50. 100. Sao sập like? YouTube tốt còn hả? YouTube sập anh nè. Đứng rồi. Ủa sao bấm xuống 6 cái luôn kìa. Tao thấy vẫn còn like mà bạn. Rồi, lên lại à. Ê, dở cái laptop bên anh. Laptop em có số 6 rồi kìa. Là quyền tiếp lại nha mọi người, thông cảm nha. 100, ơ là cát chứ. 100. 150. 200. 700. 800. 900. 1.000.000. 1.000.000. Cộng với lại 500 là 1.600.000. Ok, chúng ta bắt đầu chuyển khoản 1.600.000. Đây có 2.000.000 quay lấy rồi. 4.000.000. 1.500.000. 1.600.000, bạn nhiêu của mình ta? Dạ, 1.100.000 ạ. 1.100.000. 1.000.000. Em nhậu hơn. 1.100.000. Em không nhớ nữa, 1.500.000. Như mọi người, có ai cộng cho bạn Nguyên không? Quyên có gì mọi người, cộng giùm bạn Quyên của mọi người. Ủa nãy giờ anh ghi không có ai cào hết hả? Dạ không. Tốt. Ủa nãy kêu cộng mọi người, không cộng với anh, mọi người có tàn ấy. Bạn Quyên bao nhiêu mọi người, có ai coi mọi người có nhớ? Bấm giùm mình coi bạn Quyên có nhiêu tiền vậy? 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. 50. Cảm ơn. Rồi cuối cùng là bạn Phương có nhiêu vậy ta? 2.000.000. Đem để em điếm em như là 1.900.000. 1.900.000 hả? Dạ. 1.500.000. Thôi mình công bằng mình tính bo các bạn nhưng mà thôi. Bắt đầu mọi người sẽ nói là mình thiên vị đúng. Bà ơi. Thôi lỡ là mình bo hết mỗi đứa nó trong cũng được anh. Ai cũng có tiền mà vừa chơi mà vừa có tiền đó. Là anh đưa em 400 nữa. Dạ. 2. Ủa? Dạ, anh thiếu tiền lẻ. Ok. Vậy là ai là người nhiều điểm nhất? Mọi người comment giúp mình. Chị Phương. 5 4 3 2 1. Rồi, bạn Phương. 10.000.000 nha mọi người. Tính ra thật ra là cái motif của cái game này chúng ta cứ mới vô chúng ta quấn 4 cái năm xị là chúng ta được 2.000.000 rồi, chúng ta thắng rồi. Nhưng mà mọi người sợ món ăn khó bạn. Thật ra là cũng không khó lắm, cũng dễ. Dễ cho mọi người thôi. Và điện thoại của mình còn 3 phần tâm pin thì mình sẽ trả lời thêm 3 câu hỏi nữa và bắt đầu chốt buổi qua live hôm nay nha. Ai muốn đặt câu hỏi gì nữa không, mọi người ơi? Có tiễn diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng là mấy ekip các bạn. Ekip mình là diễn viên quần chúng, ví dụ dai đó càng một cái số mình sẽ kêu Bảo vô đẹp nè. Cái số mà xăm gồng, xăm phượng luôn, bao ngầu luôn bạn. Nên ekip thì thường là diễn viên quần chúng là sẽ ekip á. À, anh Lâm kêu bạn nữ đừng dùng từ mọi người ngoài đó lập từ. Đúng rồi các bạn ơi, thì thực sự ra là do còn mới nên mình sẽ bị hay bị lập từ á. Như hồi đó là mình hay là các bạn thì giờ mình đã bỏ bớt là ví dụ như câu trước mình nói là mọi người, câu sau mình la mấy bạn, rồi câu thứ ba mình la là các bạn á, nó sẽ bớt lại cái spam lại.
nói chung là mấy bạn cứ góp ý không sao đâu, với lại mấy bạn chưa tham gia nhiều game nên sẽ chưa hiểu được cái vấn đề lập từ đó. Rồi câu hỏi là các bạn nữ có lo ngại gì khi tham gia team anh Lâm không? Ok, mỗi người chúng ta hỏi, mấy em có sợ gì khi tham gia team anh không? Dạ không ạ, em nghĩ là bình thường thôi chứ không có gì khó khăn hết. Còn nếu mà có duyên trải nghiệm về sau thì có gì mình sẽ nói thêm. Thấy Hảo comment kìa. Anh nói cái bàn mà không sao. Ủa là sao? Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn thì chào chào các bạn. Chào các bạn là sao? Chào các bạn. Thực ra là mình không phải là biên ngọng đó bạn, do mình nói nhanh quá, tốc độ nói mình khá là nhanh luôn. Mình thử bắn cho bạn nghe một cái bài rap nè. Tại rap kết thúc video nha. Ok, vô là mình kết thúc video này, bạn thích video like, bạn ta biết bạn không thích like, bạn đừng like, còn like thì like nha bạn. Mình nói nhanh quá thì nghe không có hiểu từ thôi. Chứ mình không phải bị ngọng đâu bạn. Ok, không ai đặt câu hỏi gì nữa là ok, mình sẽ bắt đầu kích hào hỏi team đi anh Lâm. Mình kích nó gọi bạn rồi, mình kích nó về quê rồi. Nó hình như là nó về quê đám dỗ. Ok, nói chung là nếu hôm nay là mình làm một buổi live để mọi người tương tác được các kiểu và có một cái game show gì đó để cho mọi người có thêm nhiều trải nghiệm với các bạn. Bạn nào mà vô sao xem trễ, các bạn có thể vào kênh YouTube Lâm Vlog. Các bạn nhấp vào kênh sau đó chọn cái mục hình như là trực tiếp các bạn. Mục trực tiếp thì trong đó thì sẽ có cái video này nha. Tua lại rồi coi từ đầu đến cuối rồi cái kiểu nha. Và chắc là chiều nay là khoảng 5 giờ hay là 6 giờ chiều nay thì mình sẽ có một cái bài vote kênh là Lâm TV nha, kênh Lâm TV với bạn, tại vì tỷ thành viên kênh Lâm TV sẽ có một vài vote, các bạn có thể vào vote, bạn yêu thích bốn thành viên này các bạn cứ vote cho bạn đó, vote đó để cho mình biết là bạn thích thành viên nào thôi, chứ thực ra thì sự lựa chọn vẫn nằm ở ăn hào đại rồi các kiểu nha các bạn. Còn câu hỏi này Lâm ơi. Câu hỏi với em. Anh Lâm có dự định tham gia game vào showbiz không? Mình hai năm nữa mình về hưu rồi. Mình về hưu rồi tham gia showbiz gì nữa bạn. Mình già yếu rồi. Sắp hết đi quay nổi rồi. Mình bị rối loạn tiền đình. Rối tiền đình có nghĩa là bạn có dụ từ như mình lắc cái đầu qua đây cái, mình lắc đầu qua đây cái, mình lắc lại, nói chung là cái não mình nó bị rỗng hay sao á. Mình mà lắc nhiều cái bắt đầu nó quen rồi, hiện tượng như quay vòng thiếu máu não hay sao bạn, rối loạn tiền đình nè, rối loạn tiêu hóa nè, cái gì cũng quên ta, chỉ nói chung là mình già yếu rồi, cái bệnh tuổi già á bạn, xương khớp và cái kiểu nó nhiều cái lắm nên là mình sắp về hưu rồi. Anh về hưu ai cầm kênh đó anh? Không, về hưu theo cái dạng mà về hưu theo cái dạng mà toàn bộ ekip thì ví dụ như làm hết kịch bản luôn thì mình chỉ đến mình dẫn chương trình cái thôi bạn, không còn làm những cái mà nó quá là khó, ví dụ như là sinh tồn hay là leo núi leo trèo đồ như bây giờ được. Hiện tại thì mình trong vòng 2 năm này thì mình sẽ còn làm nhiều mấy cái sinh tồn đồ, nhưng mà 2 năm sau thì chắc là sẽ những cái thử thách gì đó mà nó tham gia tới giải hưởng khách mời đồ hoành tráng đồ hơn, mà mình chỉ cần dẫn chương trình thôi đó bạn. Dẫn chương trình thì vẫn dẫn chứ không phải là cái kênh mình dẹp luôn, mà mình vẫn phát triển bình thường, nhưng mà theo cái hướng là tham gia khách mời dẫn chương trình thôi, mình dẫn chương trình mấy cái game show thôi nha. Ok, nói chung là khoảng 5-6 giờ chiều nay sẽ có một cái bài vote trên kênh LTV, các bạn có thể vào vote giúp mình nha. Ok mọi người phát biểu một câu cái nữa kết thúc video mọi người. Em trước đi ha. Em hy vọng là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mọi người sẽ không toxic với em, mà em cũng là một những con chúa nhỏ của gia đình thôi. Mấy yêu ạ. Mình hy vọng là mọi người sẽ vote cho bốn tụi mình luôn nha. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người đã coi hết video này nha. Và nếu mà có bài vote đó thì mọi người đều vote cho bốn chị em nhà mình nha. Nói chung là ai cũng cố gắng và xứng đáng hết. Cảm ơn mọi người. À đúng rồi, thật ra là bọn mình yêu thương nhau lắm chứ không có gọi là khó khăn với nhau hay là kiểu chỉ đại các thứ đâu, nên là mọi người hãy
kiểu như là một có một cái ánh nhìn rất là tốt về bọn mình nhá. Hãy vote cho bạn mình ở 6 giờ chiều nay ở trên Lâm TV nhé. Cảm ơn mọi người. Ok các bạn, cảm ơn các cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái buổi live hôm nay nha mọi người. Cái mình bị có loạn ngôn ngữ, mình diễn á, mình không có bị có loạn ngôn ngữ đâu. Nó là cái trend thôi. Ok, chứ là mình cứ video này mình có chơi đây được ngày mai bạn tay có đặc biệt là các bạn nhắn đăng ký kênh cho kênh Bao Đẹp 10 triệu sub nha. Tạm biệt các bạn. Tắt like với edit ekip.